Anh chị và các bạn đang thưởng thức chất âm của con loa bên em gọi tên nó là loa gỗ dài nhá. Đó, chất âm cực kỳ là hay luôn. Con này bao nhiêu? Anh đưa em về thăm quê anh. Chất âm cực kỳ hay, trầm ấm các bác nhá. Lên cho em là loa gỗ dài này. 260k và bên em bao ship nhá, 260.000. Chống đánh cực kỳ đầm luôn. Cảm ơn chị đại em. Có cho to nhỏ ở đây không nhá. Các bác điều chỉnh to nhỏ ở đây này. Mẹ biến cha đi không hẹn ngày trở lại. Buồn đây, to nhỏ đây. Ơi, đơn mẹ anh đấy, vừa rồi các bác được thưởng thức chất âm của con loa gỗ dài 260.000. Chiều dài của nó thì vào khoảng gần 40cm. Chiều cao 10, chiều rộng 10. Đấy, của nó là vuông 10 nhá. Dày dẫn chắc chắn. Chất liệu của nó thì bằng vỏ gỗ tự nhiên, rất là đẹp, dày dẫn chắc chắn cho các bác. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 260.000. Lên mã giúp cho em là loa gỗ dài nhá, giá sẽ là 260k. Chất âm cực kỳ hay và đầm ấm luôn. Đó, thì hàng này nó sẽ là hàng sạc pin nhá. Có kèm cho các bác một con cáp sạc đây. Đấy, loa gỗ dài. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái mã sản phẩm đó là con đài FM nhá. Con này thì có kèm cho các bác cả đồng hồ luôn. Có kèm cả đồng hồ như này, có cái cản đồng hồ đây các bác, bật lên cho em này. Đó, con này thì cũng có cắm USB, cắm thẻ nhớ và Bluetooth, Bluetooth ngon lành hết nhá. Đấy, đầu tiên thì chức năng FM thì các bác bật cho em chế độ FM. Bật em chế độ FM để mình dò đài FM nhá. Đấy các bác, cho anten lên này. Đấy, sau đó thì mình sẽ dò đài FM cho em. Đó. Thì bên này nó sẽ là âm lượng to nhỏ nhá, to nhỏ và nguồn. Còn bên này sẽ là dò đài các bác này. Đấy, đây. Các bác dò đây cho em này. Các bác cứ nhận nha, các bác dò đây cho em. Đó. Thì các bác nghe cái tiếng của nó rất là hay luôn các bác nhé. Ứng cử viên tổng thống Mỹ cũng đã kết thúc. Đó. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi và gửi câu hỏi từ chương trình. Đó, thì các bác dò đúng tần số tần sóng đen là câu chuyện thực sự bàn về màn tranh luận đầu tiên giữa hai ứng cử viên của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ là tổng thống đương nhiệm Joe Biden và cựu tổng thống Donald Trump. Trước khi đến với các nội dung khác của chương trình là ít phút dành cho quảng cáo. Đó. Thì con này ngoài chức năng là đài FM thì các bác có thể dùng chức năng MP3 thì các bác chuyển sang chức năng MP3 này. Sau đó thì các bác bắt Bluetooth cho em nhé. Con này thì nghe chất âm của nó cũng rất là hay luôn. Đấy, các bác dò Bluetooth này, sau đó thì các bác bắt này. Đó. Bắt Bluetooth cho em. Đó, sau đó thì mình kết nối Bluetooth nhá. Nói chung là con này thì cũng là hàng đa di năng luôn. Các bác có thể vừa dùng Bluetooth này, vừa dùng đài FM này, vừa dùng để xem giờ này, rất là tiện luôn. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 260.000 cho con đài FM này thôi. Vừa là nghe đài, vừa là nghe Bluetooth và vừa là xem giờ được luôn. Một con như này đa chức năng. Các bác có thể để đầu giường để mình nghe tất cả các cái thể loại âm nhạc rồi nghe đài, các đài tần số radio là bắt được hết các bác nhá. Đấy, bằng tần nào cũng bắt được hết luôn. Đó, thì các bác kết nối vào Bluetooth cho em nhá, cho chức năng vào Bluetooth này. Đấy, sau đó thì mình chỉnh âm đi em. Đó, sau đó thì mình bắt thôi. Đó, ngoài ra thì các bác có thể kết nối jack 3.5 này, USB này, rồi thẻ nhớ đầy đủ luôn. Chất âm cũng rất là hay và đầm ấm luôn nhá. Đó. Con này chiều dài của nó khoảng 20, cao 10, 23, rộng thì khoảng 7-8cm. Nó xinh nha các bác, có thể để đầu giường ôm ngủ luôn. Đó. Hàng của Nhật, made in Japan các bác này. Đó. Con này thì sử dụng pin của nó là pin 16850, có kèm một cáp sạc nha. Chất âm rất là hay luôn. Đó, thì các bác có thể vừa dùng chức năng FM. Vừa dùng chức năng nghe nhạc, tắt đi đây cho em. Đó, rất là ngon lành luôn nhá. 260.000 lên cho em là đài FM này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái trà sâm của Hàn Quốc này.
200 mấy nhỉ? Hai trăm hai mươi nghìn cho một hộp trà sâm như này, hàng made in Korea, hàng của Hàn Quốc đây, made in Korea, hàng nội địa của Hàn Quốc. Con này dùng cực kỳ là thích luôn. Các bác nào hay đi tàu xe hay bị ốm mệt này, đấy, ốm mệt đau đầu rồi nói chung là hoa mắt chóng mặt dùng cái nào chị em? Đấy, các bác có thể ăn trực tiếp hoặc hòa ra nước uống. Đấy, các bác có thể ăn trực tiếp luôn, ăn trực tiếp hòa ra nước uống cũng đều ok nhá. Trà sâm Hàn Quốc made in Korea luôn. Một hộp này của nó 100 gói luôn nhá, made in Korea. Một hộp này 100 gói, mỗi gói này của nó 3 gram, mỗi gói này của nó 3 gram. Đấy đây, nó sẽ là một vỉ như này các bác này. Đó, thao thoải mái cho các bác sử dụng luôn. Lên mã giúp cho em đó là trà sâm giá sẽ là 230k nhá. 230 à? 220.000 giá siêu tốt luôn. 220k cho một hộp trà sâm như này các bác nhá. Đó, bao ship cho các bác luôn. Tiếp theo thì ngoài trà sâm thì bên shop về cho bác cái kẹo sâm của Hàn Quốc nhá. Kẹo sâm của Hàn Quốc. Đấy. Một gói này của nó sẽ là 500g. Cũng made in Korea luôn. Hàng nội địa của Hàn Quốc cực kỳ là ngon luôn. Made in Korea. Cái gì? Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000 nhá. 90.000 cho một gói kẹo sâm như này. Cái kẹo sâm này thì các bác dùng cũng tương đương với trà luôn. Các bác có thể dùng để gọi là ăn cho nó tỉnh này, đi tàu đi xe này, hoặc là người bị mệt này thì dùng cái này chị em. Đấy, lái xe riếc mà hay buồn ngủ cũng dùng cái này chị em, rất là tuyệt vời luôn. 90.000 cho một gói kẹo sâm như này nhá. Hàng nội địa của Hàn Quốc, made in Korea. Lên mã giúp cho em là kẹo sâm Hàn Quốc nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bánh xà phòng nhá, bánh xà phòng Nhật này. 40.000 cho một bánh và 110.000 trên 3 bánh như này. 110.000 trên 3 bánh nhá. Có hai màu, màu hồng và màu xanh. Đấy, giá của nó sẽ là 40k cho một bánh như này nhá, 40.000. Đấy, công ty này của nó thì từ năm 1890 luôn, tương đối là lâu đời rồi nhá. Rất là thơm luôn, mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu. Đấy, lên mã giúp cho em là bánh xà phòng Nhật 40.000 một gói và 110.000 cho 3 gói. Rồi ok. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like nhé. Chào các bác. Các bác xem kênh cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Đó. À, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái ổ nối nhá. À, ổ gấp nhá. Đây nó sẽ là một con ổ gấp chân tròn, tròn dẹt cắm được hết. Hàng của hãng này, của Hinkino. Đó, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Con này thì khá là dày dẫn chắc chắn. Đấy, và nó sẽ kết nối cho các bác được là 1 2 3 ba ổ cắm như này. Và con này thì có kèm cho các bác là đây. Đấy, có kèm cho các bác là các cái đầu ổ cắm như này. Đấy, giá thì sẽ là 20.000 một chiếc và 50.000 ba chiếc nhá. 50.000 ba chiếc. Lên cho em đó là ổ ổ gấp nhá, ổ gấp đúng không? Ổ gấp 50.000 ba cái và mua lẻ sẽ là 20.000 một chiếc nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái môi sấy cơm nhá, môi sấy cơm. Môi nhựa này bao nhiêu đấy? Hả? 50.000 cho một cái môi sấy cơm bằng nhựa của Nhật thế này. Con này thì cực kỳ là cứng cáp, dày dẫn và chắc chắn nhá. Các bác dùng thì cực kỳ là bền bỉ ngon lành luôn. 50.000 cho một cái môi sấy cơm nhựa như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái lô đá mài, hàng nội địa của Nhật, made in Japan này. Đó, made in Japan, hàng của thương hiệu Katashiwa. Đó, nó sẽ có đá đỏ và đá vàng nha. Đấy, đá đỏ là 70.000, 70k cho viên đá đỏ, và đá vàng thì sẽ là 90.000. Đá vàng thì sẽ là 90k. Đấy, kích thước của nó thì cao khoảng là 3 cm, chiều dài khoảng gần 20 và chiều rộng thì khoảng là 4-5 cm. Đấy, đá vàng thì độ mịn là 5.000, 10.000 và đá đỏ độ mịn 3.000, 8.000. Đó, chuyên để dùng mài dao. Đá của Nhật có tặng kèm các bác một cái miếng lót như này để các bác lót cho nó chống trơn trượt nha. Đó, lên cho em là đá đỏ này 70.000 và đá vàng sẽ là 90.000 đá mài dao. Kéo cắt gà hàng của Nhật nhá. Kéo cắt gà hàng của Nhật. Đây. Đấy, kéo cắt gà của Nhật thép SK5 không gỉ, cắt cực kỳ là ngon luôn. Cắt rất ngon luôn nhá. Cắt gà, cắt cá, cắt thực phẩm, cắt thức ăn rất là ngon luôn. Đó, cắt nem ăn niếc, nói chung là dùng trong nhà bếp ok. Con này thì giá sẽ là 130.000 nhá. 130k cho con kéo cắt gà Nhật như này, 130.000. Tiếp theo thì nó sẽ là bàn chải đánh răng của Nhật 25.000 một vỉ. Hàng này chuyên chống viêm nướu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu trên răng. Đấy, một vỉ này bao gồm là 6 chiếc. 25k trên một vỉ 6 cái luôn. Lên cho em là vỉ bàn chải nhá. Vỉ bàn chải. Vỉ bàn chải này, đó. Vỉ bàn chải 25.000 trên một vỉ bao gồm là 6 chiếc, 1 2 3 4 5 6 5 5 25. Đó, 6 chiếc. Tiếp theo thì bên shop có 4 cái con tô vít kèm đầu như này nhá. Tô vít kèm đầu như này. Đấy. Nó sẽ là một cái dòng tô vít kèm các cái đầu như này để các bác có thể thay tháo này. Đó, có 4 con duy nhất thôi. 4 con duy nhất. Đấy. Thì các bác có thể là dùng để mình sửa chữa thay tháo rất là ok luôn. Đấy, thì bên em bán thanh lý cho các bác với giá đó là
50k nhá, 50k trên một con Tobit kèm đầu như này, 50.000 một chiếc đấy. Thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 2, 4, 6 với lại một cái sẵn ở đây là 7 cái Tobit nhá, bao gồm là 7 đầu đấy, một Tobit như này và bao gồm là 7 đầu, các bác có thể thay tháo dễ dàng luôn. Có 500 ít, giá thì sẽ là 50.000 trong cái Tobit 7 đầu như này. Lên cho em là Tobit 7 đầu nhá, Tobit 7 đầu đấy, giá sẽ là 50.000. Bên em có 4 cái thôi, thanh lý cho các bác. Tiếp theo thì em về cho các bác cái sản phẩm, đó là cái tai nghe của thương hiệu iPhone nhá, tai nghe của iPhone đây, EarPods Pro. Con này thì hàng siêu chất rồi, giá thì cũng rất là hợp lý cho các bác thôi. Đấy, một con tai nghe chất lượng như này mà giá chỉ có cho các bác là 150.000 nhá, hàng nguyên siêu, nguyên đai, nguyên kiện như này, hàng của thương hiệu iPhone, AirPods Pro. Đấy, về nhà các bác có thể kết nối đa chức năng điện thoại Samsung, iPhone, Oppo đều được hết nhá. Đấy, kết nối đa chức năng cho em. Đây. Đấy, California nhá, hàng nguyên đai nguyên kiện. Hàng thì của iPhone và sản xuất thì tại Nhật nhá, sản xuất hàng nội địa của Nhật đây. Đấy, made in Japan con này. Made in Japan, dùng cực kỳ là ngon luôn. Đây, hàng made in Japan. Đó, hai con tai nghe như này. Giá sẽ là 150.000 thôi. 150.000 về nhà các bác kết nối và các bác sử dụng cho em. Đó, tai nghe iPhone. 150.000 cho con tai nghe iPhone như này nhá, 150k. Tiếp theo thì sẽ là cái lưỡi câu Nhật nhá. Đấy, lưỡi câu Nhật như này. Đấy, lưỡi câu Nhật cực kỳ là ngon luôn. Đây, một vỉ này của nó sẽ bao gồm cho các bác là từ 60 đến 100 cái. Kích thước của nó thì sẽ là từ lưỡi 3 đến lưỡi 12 nhá, từ lưỡi 3 đến lưỡi 12. Giá thì sẽ là bao nhiêu nhỉ? Hả? 15.000 cho 15k cho một vỉ bao gồm là từ 60 đến 100 cái lưỡi câu như này. Đó, lưỡi câu thép trắng siêu sắc bén, 15k một vỉ thôi. 15.000 cho một vỉ lưỡi câu. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm, đó là cái con đèn bão quạt nhá, đèn bão quạt. Con này thì rất là tiện các bác dùng khi mà mưa gió bão bùng này. Đấy, thứ nhất là có ánh sáng này. Đấy, thứ hai là có quạt mát này. Con này thì có thể chạy được từ 3 đến 5 tiếng tùy theo các bác sạc nhá. Nói chung là qua đêm là thoải mái luôn. Đó, dùng cho người già trẻ em. Quạt chạy rất là mạnh luôn. Đó, vừa quạt vừa sáng như này. Giá thì chỉ có cho các bác là 100.000 thôi. 100k cho con đèn bão quạt như này. Lên cho em là đèn bão quạt, có kèm cho các bác cáp sạc luôn và có pin năng lượng mặt trời. Đây. Đấy, đây nó sẽ là cái tấm pin năng lượng mặt trời. Ưu điểm của con này là quạt được rất là lâu luôn, từ 3 đến 5 tiếng thoải mái sử dụng nhá. 100k, đèn bão quạt 100.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm, đó là cái bộ 5 đĩa tròn nhá. Bộ 5 đĩa tròn như này. Đấy, 5 cái đĩa tròn như này. Giá chỉ có 120.000 thôi. 120.000 cho 5 cái đĩa tròn như này các bác này. Đấy, đây. Cái nhỏ nhất thì nó vào khoảng là trên dưới 10 cm, mà cái to nhất thì nó vào khoảng là 25 cm. Đây. Đấy, 5 đĩa inox tròn như này nhá. Lên cho em là bộ 5 đĩa tròn, giá sẽ là 120.000. 120k cho bộ 5 đĩa tròn như này nhá. 5 đĩa tròn này. Bộ 5 đĩa tròn 120.000, 120k nhá. Đấy, 5 đĩa tròn 120.000. Hàng các bác về bày biện đồ ăn thức uống rất thoải mái luôn, Winling của Đức nhá. Tiếp theo thì cái dây 8 này. Cái dây này các bác dùng để mình kỳ cọ trà lưng nhá. Đấy, lên cho em là dây 8 silicon nhá. Dây 8 silicon, giá sẽ là 15k. 15k một chiếc thôi, 15.000 cho một chiếc dây 8 silicon như này. Đây nó sẽ là có cái đầu silicon như này, kỳ cọ này. Con này thì dùng rất là tiện ích luôn, vừa là sạch này, vừa sạch sẽ, vừa là chống côn trùng rồi vi khuẩn này, nhanh khô nhá, nhanh khô. Bộ lên cho em là dây 8 15.000. Ngoài ra thì bên em có cho các bác cái bộ 3 trà lưng nhá, bộ 3 trà lưng giá là 30.000. Bộ này bao gồm 3 chiếc. Đấy, sẽ bao gồm cho các bác là một cái bông tắm như này. Một cái bông tắm thì các bác đeo vào cổ tay này cho em này. Đấy, đeo vào cổ tay nhá. Đấy, hoặc đeo vào ngón tay như này, sau đó thì mình trà này. Tiếp theo là một cái đeo vào trực tiếp vào bàn tay nhá. Đây, đấy cái này các bác có thể đeo vào ngón tay hoặc đeo vào bàn tay như này. Đây. Đấy, xỏ ngón tay vào đây cho em. Đó, trà này. Đó. Ngoài ra thì nó sẽ kèm thêm cho các bác một cái dây nữa, một cái dây tắm như này. Đó, một cái dây tắm như này nữa. Bên trong nó có sẽ sẵn bông như này luôn. Đấy, thì là bao gồm cho bác là combo 3 món như này nhá. Bộ 3 trà lưng nhá, bộ 3 trà lưng giá sẽ là 30.000. 30.000 cho cái bộ 3 trà lưng như này các bạn. Đấy, 30k cho bộ 3 trà lưng như này. Rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Và cái giá thì cũng gửi tới các bác. Giá thanh lý cực kỳ hợp lý cho bác luôn. Bộ 3 trà lưng các bác nhá. Bộ 3 trà lưng. Rồi ok. Hello chào các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like nhá. Một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đầu tiên em sẽ lên cho bác cái mã, đó là cái rổ lọc dầu nhá. Đấy, rổ lọc dầu thì nó sẽ là hai cái như này. Đấy, hai cái như này các bác này. Đấy, con này thì sẽ là 100.000 cho một bộ như này.
100.000 một bộ này, bao gồm là 2 chiếc này. Đấy, cái này thì các bác có thể là đưa dầu vào đây, các bác đặt lên mình chiên luôn, ví dụ chiên khoai tây hoặc là chiên các cái đồ chiên dầu thì mình đưa như này. Đấy, lên thì em là rổ lọc dầu nhá. Giá sẽ là 100.000 cho một đôi như này. Đấy, 100.000 cho một đôi, bao gồm 2 chiếc. Đấy, lên thì em là rổ lọc dầu nhá. Rổ lọc dầu. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái phễu tưới cây nhá, phễu tưới cây. Đó. Bên em bán sẽ là 15.000 cho một chiếc như này. 15.000 cho một chiếc. Đợt này thanh lý cho bác giá là 10.000 một chiếc nhá. Cái phễu tưới cây này thì bên em sẽ bán cho bác với giá là 10k một chiếc nhá. 10k một chiếc như này, cái phễu tưới cây như này. Về nhà thì các bác đây. Đấy, các bác xoáy vào cái chai nước ấy, nó có cái sẵn cái này rồi. Các bác xoáy vào chai nước, sau đó thì các bác có thể điều chỉnh cái lượng nước to nhỏ ở đây cho em này. Đấy, điều chỉnh lượng nước to nhỏ ở đây thì nó sẽ giúp cho các bác tưới cây rất là tốt luôn. Đó, tưới cây mình đi công tác, đi du lịch, đi cả tuần cũng được. Nó vẫn cứ từ từ nó chảy ra nhá. Lên cho em là phễu tưới cây này. Giá của nó sẽ là 10.000 một chiếc, mua 10 thì bên em sẽ tặng 1 nhá. 10.000 một chiếc, mua 10 tặng 1, lên cho em là phễu tưới cây này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái đầu mũi vít đều quát này. Đấy, thì nó sẽ có mũi ngắn, mũi nhỡ và mũi dài nhá. Mũi ngắn, mũi nhỡ và mũi dài, hàng của thương hiệu đều quát của Mỹ, ngắn nhỡ dài. Đấy. Thì mũi ngắn nó sẽ là 10.000. Đấy. Mũi nhỡ là 15.000 và mũi dài này sẽ là 20.000. Đó, 20.000. Đó thì nó sẽ là có 3 loại mũi như này nhá. Ngoài ra thì bên em có cái mũi bắn tôn như này, mũi bắn tôn. Đấy, mũi bắn tôn là mũi mũi 8. Đấy, mũi bắn tôn này sẽ là 40.000. Đấy, còn mũi ngắn là 10.000, mũi nhỡ là 15.000 và mũi dài là 20.000. Đó. Đây, đầu mũi đều quát thế này. Đấy, hàng đều quát của Mỹ nhá. Mũi bắn tôn đều quát của Mỹ. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái cầu kia công tắc của áp quy nhá. Công tắc của áp quy như này. Công tắc ngắt bình áp quy bao nhiêu? 50k nhá. 50k cho công tắc ngắt bình áp quy như này. Con này thì rất là tiện nhá. 50.000 cho một chiếc như này. Về nhà thì các bác chỉ cần là cho vào bình áp quy này, sau đó thì các bác ngắt ở đây. Đó, ngắt ở đây. Thì mình xoáy ra nó sẽ tự tắt và xoáy vào thì nó sẽ ăn. Thì các bác không cần phải dùng dây dạ lằng ngoằng nữa. Các bác kẹp vào bình cho đó thì đấu dây vào đây cho em. Đấu dây vào đây cho em. Thì không, mình muốn ngắt đi thì xoáy cái này ra là xong. Còn mình muốn đóng lại thì xoáy cái này. 50k cho cái công tắc ngắt bình áp quy này nhá. Đó. Tiếp theo thì nó sẽ là cái này là cái gì? Băng gâu nhá. 20.000 cho một bịch như này, một hộp như này bao gồm 100 cái này, 100 cái. Giá sẽ là 20k nhá. To nhỏ lớn bé mẹ con đủ cả. Các bác bị thương ở đâu hoặc là bị chảy máu thì các bác bóc ra dán vào cho em. Đây, nó sẽ là hình miếng băng gâu như này. Giá sẽ là 20.000 thôi nhá. 20.000 cho cái bình băng gâu như này. Đó, 20.000 cho một bịch. Cái này là cái gì đây? Cái thoát sàn máy giặt nhá, thoát sàn máy giặt. 40.000 một chiếc này. 40.000 một chiếc. Đấy. Đây. Thoát sàn máy giặt 40.000 một chiếc nhá. Về nhà các bác chỉ cần là sập vào cho em là xong. Đó. Lắp cái ống nước máy giặt vào đây cho nó thì mình sập cái vòi này xuống này. Giá sẽ giá thanh lý cho bác 20k cho một cái con thoát sàn máy giặt như này. 20.000 nhá. 20.000. Đấy, tiếp theo thì em gửi tới các bác cái chốt cửa tự động, giá của nó sẽ là 40k nhá. 40k cho một cái chốt cửa tự động như này. Đấy. Chốt cửa tự động nhá. Đấy, chốt cửa tự động giá sẽ là 40.000 một chiếc. Đấy, các bác chỉ cần là sập nó vào là nó sẽ sập vào thôi, rất là tiện luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái vòi vàng tăng áp nhá. Vòi vàng tăng áp như này. Đấy, nó sẽ là một hai cái hệ thống đầu vòi như này, giúp tăng áp lực nước rất là tốt luôn. Vòi vàng tăng áp giá sẽ là 40k. Các bác có thể điều chỉnh các cái nguồn nước ở đây các bác này. Đó, bằng đồng nhá. Giá sẽ là 40.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái bóp tay nhá. Bóp tay. Giá của nó cũng là 40.000 cho một con bóp tay như này. Đấy, có tính số nhá, có tính số như này. Bóp tay này, giá sẽ là 40k nhá. 40k cho cái bóp tay như này. 40k, có tính số luôn. Đấy, các bác bóp tay như này thì giúp cho các cơ huyệt hoạt động, máu huyết lưu thông rất là tốt luôn. Bóp tay, giá sẽ là 40.000 cho cái bóp tay như này nhá. 40k. Tiếp theo thì em lên cho bác cái võng dù quân đội Nhật nhá. Võng dù quân đội Nhật đây. Võng dù. Các bác lên cho em là võng dù quân đội Nhật nhá. Con này thì sẽ là 90.000 một chiếc như này. 90.000 một chiếc như này nhá. Con này có dây giếc các thứ đàng hoàng, chiều dài của nó thì vào khoảng là 2m. Thoải mái cho bác sử dụng luôn. 2m rất là dài luôn nhá. Rất dài luôn con này. Rất dài là to. Đấy, con này 90.000 nhá. 90.000 cái võng dù như này. Các bác có thể bỏ vào ô tô này, bỏ vào xe máy này, hoặc là treo vào xe đạp để mình mang đi, mình đi du lịch, đi học, đi phượt, đi làm, hoặc là các bác đi đâu cũng được thì mình trở ra. Mình giả ra mình dùng nó rất là tiện. Võng dù giá sẽ là 90.000 nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái võng xếp như này nhá.
Một cái võng xếp như này thì giá của nó sẽ là 120.000. 120.000 cho một con võng xếp như này. 120k cho mấy em võng xếp như này nhá. Rất là to luôn, võng này rất là to luôn các bác này. Đấy, rất là to luôn. Đai điếc của nó khuy kiếc rất là ngon luôn. Đấy. Và có cái phần banh như này, 2 này, 4 này, nó vào khoảng 60 phân cái phần banh như này. Còn cái phần này thì rất là rộng luôn nhá. Đó, võng rộng lắm và nó là hai lớp như này nằm cực kỳ thoải mái luôn. Lên cho em là võng xếp nhá. Giá của nó sẽ là 120.000 cho cái võng xếp như này. 120k cho cái võng xếp như này các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác các cái ô dù nhá. Đấy. Các bác lên cho em là ô dù của Nhật nhá. Ô dù của Nhật thì nó sẽ có mấy màu như này. Thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác này. Đấy. Ô dù Nhật thì nó sẽ là 80.000 cho một cái ô dù Nhật như này. Đấy. Con này thì nó sẽ là dòng ô tự động nhá. Dòng ô tự động này các bác này. Đấy, mở ra này, bật ra này. Đấy, mở ra nó sẽ bật ra như này. Đây các bác này, rất là ngon luôn. Đấy. Vải của nó thì là vải chống tia UV nhá. Vải chống tia UV dùng cực kỳ là thích luôn. Đó, vải chống tia UV. Và các bác bật ra bật vào là nó tự động hết nhá. Tự động hết. Đây. Các bác chỉ cần ấn vào này là xong này. Mở ra này. Đấy. Mở ra này, đóng vào. Đấy, rất là tiện luôn. 80.000 thôi. Giá chỉ có 80.000 thôi. Gấp vào rất là gọn luôn. Để thì cái chiều dài của nó thì chỉ vào khoảng là 30 cm thôi. Rất là gọn, các bác có thể để mình sử dụng trực tiếp trên ô tô, xe đạp, xe máy hoặc là mang đi học đi làm, có thể bỏ túi quần được, rất là gọn. Bỏ túi quần, túi áo, đấy, ba lô, túi sách đều ok hết nhá. Lên thì em là ô dù Nhật nhá, ô dù Nhật này, giá sẽ là 80k nhá. 80k thì cái ô dù Nhật như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái cái bóng đèn nhá. Bóng đèn thì đầu tiên nó sẽ là một con bốn cánh mini này. Bốn cánh mini. À, ở đây nó sẽ là thuộc dạng là led main như này nhá. Led main như này, và con này nó sẽ là siêu siêu sáng luôn. Đấy, bốn cánh mini như này, 28W. Bốn cánh mini 28W và siêu sáng luôn. Bốn cánh mini 28W siêu sáng. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là đi bóng đèn 4 cánh mini giá sẽ là 40.000 nhá. 40.000. 40k cho một quả bóng đèn 4 cánh mini như này. 40k này. Đấy. 4 cánh mini 40.000. Tiếp theo thì nó sẽ có cho các bác là dòng 3 cánh này. 3 cánh, con này thì công suất của nó sẽ là đi đây. Con 3 cánh này cũng rất là sáng luôn các bạn. Đấy, 3 cánh này rất là sáng luôn. Đây nó sẽ là con bóng đèn 3 cánh này. Đấy, con 3 cánh này thì công suất của nó sẽ là đi 45W nhá. Còn 3 cánh này là 45W này. Đấy, 3 cánh này 45W. Giá sẽ là 50k nhá. 50k cho một con bóng đèn 3 cánh 45W. Con này thì siêu sáng luôn. 45W mà khi mà các bác sử dụng ấy, nó phải sáng như kiểu là 100W nhá. Rất sáng luôn. Đấy, tiếp theo là con bóng đèn 3 cánh, 4 cánh, bắt đầu đến 5 cánh nhá. 5 cánh thì sẽ là 120.000 nhá. 5 cánh là 120.000 đây. Con 5 cánh này là 100W. 100W luôn. Đó. 5 cánh này là 100W này. Đây, đấy. Đây con 5 cánh thì em đang dùng này. Rất sáng luôn các bạn. Đấy, con 5 cánh đây. Đấy, con 5 cánh này thì giá của nó sẽ là 120.000. 120.000 cho con bóng đèn 5 cánh như này. Đấy, tiếp theo thì em sẽ lên cho bác con 8 cánh. Con 8 cánh này thì sẽ là 190.000 nhá. 190.000. Đấy, 190.000 cho con 8 cánh như này. Đấy, 190k, 8 cánh luôn. Công suất là 200W nhá. 8 cánh, 200W. 200W luôn. Đấy, 200W các bác này. Đó, rất sáng nhá. 8 cánh siêu sáng luôn, 200W. Đó, 190.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái cắt hoa quả nhá. Đấy, thì các bác có các loại hoa quả, các bác chỉ cần ví dụ quả táo, quả lê, ấn này là xong. Nó sẽ ra được là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 miếng. 8 miếng, ấn phát này là xong, rất là tiện luôn. Inox 304, bền đẹp chắc chắn nhá. Cắt hoa quả giá sẽ là 50.000 nhá. Tiếp theo thì sẽ là cái bảng số ô tô, thì là ví dụ các bác có ô tô. Đấy, thì các bác mua về sau đó thì các bác lắp số vào. Đây, nó sẽ có cái dãy số này, các bác lắp vào. Nó có kèm cho các bác một cái miếng dán này, các bác dán để lên trên đấy, để trên ô tô cho em. Đây, lắp vào đây. Đấy, nó sẽ là một cái dãy số như này. Thì khi mà ô tô các bác cần mà có người gọi thì người ta sẽ gọi đến cho các bác luôn. Nó rất là tiện. Bảng số dán ô tô nhá. Bảng số dán ô tô giá sẽ là 20.000 nhá. 20k cho một cái bảng số dán ô tô như này. 20k, rất tiện luôn. Bảng số dán ô tô. Bảng số dán ô tô 20.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái kem đánh răng nhá. Kem đánh răng thì nó sẽ có của Nhật và của Hàn. Đó. Đây, cái này là của Nhật này. Của Nhật này thì sẽ là 60.000. 60.000. Còn cái kem của Hàn Quốc này thì sẽ là
40.000 một típ nhá, 40.000 một típ. Đó, đây. Của Nhật này thì chống viêm liễu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu chân răng giá sẽ là 60.000. Còn của Hàn này thì chuyên trị chuyên làm trắng răng, hàng made in Korea này. Đó. 120g 40.000, con này 170g cũng hàng made in Japan luôn. Con này thì sẽ là 60.000. Tiếp theo thì lên cho các bác cái nguồn led nhá. Đấy. Đây nó sẽ là con nguồn led này. Con nguồn led 12V 150.000. Đấy, nó sẽ là nguồn led 12V thì về nhà các bác đấu các cái dây led vào đây cho em. 12V. Đấy, nó sẽ rất nhiều chân da như này thì các bác đấu các cái nguồn led vào đây nó rất là tiện nhá. Đấy, bằng nhôm này, tỏa nhiệt tốt luôn. Nguồn led con này để ngoài trời thoải mái, nguồn led 12V rất là tiện. Con này thì giá sẽ là 400W luôn. Con này 400W 12V rất là tiện luôn. Giá sẽ là 150.000 cho một con nguồn led như này. Đấy. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái vòi nối nhá. Có lên cho em là vòi nối này. Con này các bác nối trực tiếp vào cái nguồn nước cho em. Đấy, nối trực tiếp vào nguồn nước sau đó thì mình sử dụng thôi. Đấy, nó sẽ có cho các bác là chia ra các đường nước này, đầu xoáy ở đây. Đấy, chia ra các nguồn nước hoa sen hoặc là đây. Đấy, nối vào nguồn nước này, đây, nối vào vòi chậu rửa này hoặc là nối vào động được. Nó rất là tiện ích luôn. Giá sẽ là 70.000 cái vòi nối như này. Lên cho em là vòi nối 70k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái ghế hơi nhá. 350.000 cho một cái ghế hơi như này. Đấy, 350.000 cho một cái ghế hơi như này nhá. 350.000. Đó, 350.000 cho một cái ghế hơi như này. Về nhà các bác bơm lên cho em. Con này thì rất là dài rộng luôn. Đây. Chiều rộng của nó là dài rộng của nó 98 cm. Dài là 122 và cao là 86. Nói chung là người ngồi thoải mái luôn, người ngồi thoải mái. 350.000 cho cái ghế hơi như này nhá. Ghế hơi. Đó, rất tiện ích luôn. Rồi, ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Mã sản phẩm đầu tiên bên shop về cho bác đó là cái quạt tích điện nhá. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một quạt như này, một tấm pin và một đốc sạc, giá là 380.000, bên em bao ship đến tận nhà. Nhận hàng các bác có thể kiểm tra thanh toán qua này. Quạt siêu mát luôn. Nó sẽ có hai số nhá. Đấy, các bác gạt sang bên tay phải thì nó sẽ là số 2 và gạt sang tay trái thì sẽ là số 1 và ở giữa thì sẽ là phím tắt này. Và có kèm một cái đốc sạc như này nhá. Đốc sạc về nhà các bác cắm sạc vào cho em là xong. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 380.000 bao ship tận nhà. Siêu mát luôn. Động cơ không chổi than các bác nhá. Về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. Hết pin thì lại sạc pin vào. Lên cho em là quạt tích điện 380.000 cho con quạt tích điện như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đuôi cảm biến nhá. Đấy, đuôi cảm biến. Cái này thì về nhà các bác phải đấu vào nguồn điện cho em. Đấy, đuôi này là cảm biến chuyển động. Có người đi qua thì nó sẽ sáng và hết người thì nó sẽ tự tắt cho các bác luôn. Đuôi cảm biến chuyển động con này sẽ là 55.000 cho cái đuôi cảm biến chuyển động như này. Giá sẽ là 55k nhá. Ngoài ra thì bên shop có một cái đuôi nó tiện hơn một chút là con này các bác có thể xoáy trực tiếp luôn. Đấy. Có cái biến đấy. Xoáy trực tiếp luôn. Xoáy trực tiếp vào cái đuôi cũ này sau đó xoáy bóng mới vào đây, xoáy quả bóng vào đây. Đó, thì giá con này sẽ là 50.000 thôi. 50.000 cho cái 60.000 cho cái đuôi hai đầu như này. Lên cho em là đuôi hai đầu giá sẽ là 60.000 nhá. Con này rất tiện luôn. Xoáy vào một quả, xoáy vào cái đuôi cũ sau đó xoáy quả bóng mới vào đây là xong. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái viên giặt nhá, viên giặt xả nhá. Con này thì nó sẽ là 5 trong 1 luôn. Đấy. Giặt xả rồi tẩy trắng rồi nói chung là các kiểu con là điều luôn. Đấy. Cái này thì nó ép chín rồi các bác nhá. Đó, đây nó sẽ là cái dạng túi viên như này. Về nhà thì các bác cứ thế là mình lấy là mình cho vào máy giặt cho em. Nó sẽ có là 5 thành phần trong này luôn. Đó. Một túi này thì giặt được từ 3-5 cân quần áo nhá, một viên này từ 3-5 cân quần áo luôn. Đấy. 5 trong 1 nhá. Giá sẽ là 55.000 cho một bịch này. Từ 30 đến nó vào khoảng trên dưới 30 viên nhá, trên dưới 30 túi. Lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái con vít đen trợ lực 60.000. Vít đen trợ lực 60.000 như này. Đấy. Một bộ này của nó sẽ là bao gồm 2 4 6 cây vít. 6 cây vít thì các bác sẽ có 12 đầu và nó sẽ là vít đen trợ lực xoáy nhanh nhá. Xoáy nhanh trợ lực cho các bác luôn. Có thể đào đầu này, xoáy nhanh trợ lực các kiểu con là điểu luôn. Giá thì sẽ là 60.000. Lên mã giúp cho em đó là vít đen trợ lực. Giá sẽ là 60k cho các em vít đen trợ lực như này. 60.000 các bác nhá. 60.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái khóa đồng đức nhá. Khóa đồng đức như này. Con này thì cơ bản của nó sẽ có cho các bác là 4 chìa, các bác sử dụng thoải mái luôn. Hàng made in Germany, hàng của Đức cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đây, made in Germany, khóa của Đức nhá. Chống trộm, chống cắt, chống làm giả chìa các kiểu là điều luôn. Đó, dòng này thì nó sẽ là dòng đặc biệt giúp cho các bác là chống trộm rất là tốt, chống trộm, chống cắt, chống làm giả chìa các kiểu là điều luôn.
giá của nó sẽ là 130.000 cho con khóa đồng Đức như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái bật lửa Zippo nhé. Bật lửa Zippo thì nó sẽ có hai màu, màu trắng và màu vàng. Màu trắng và màu vàng như này. Giá thì sẽ là 95.000 cho một con bật lửa Zippo này thôi. 95.000 một chiếc, giá siêu hợp lý cho bác luôn. 90.000 nhá, giá thanh lý cho bác. Chỉ có 90.000 cho một con bật lửa này thôi. Có hai màu nhá, màu vàng và màu bạc như này. Các bác muốn lấy màu nào thì lấy này. Hàng của Mỹ USA này. Đấy, có dập logo của Liverpool này. Rất chất lượng cho bác luôn. Hàng nguyên tem, nguyên đai, nguyên kiện này các bác nhá. Đó. Con này thì nó sẽ là chạy bằng xăng nhá. Về nhà các bác đổ xăng thơm vào cho em. Đó. Đây, rất ngon luôn. Lên mã giúp cho em đó là bật lửa Zippo Mỹ nhá. Giá sẽ là 90.000. 90k cho con bật lửa Zippo Mỹ như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái bóng đèn thì đầu tiên nó sẽ là bóng đèn cầm cái bóng 3 cánh. Bóng đèn 4 cánh mini này. Đấy, 4 cánh mini. Đây, siêu sáng luôn nhá. 4 cánh mini siêu sáng. Con này là 40.000. 40.000 cho con 4 cánh mini siêu sáng. Công suất của nó là 28W nhá. 28W nhưng nó sáng như kiểu là 50W luôn. Sáng như kiểu 50W mini siêu sáng luôn. Tiếp theo thì nó sẽ là con bóng đèn 5 cánh nhá, còn 3 cánh. Con 5 cánh giá sẽ là 120.000 cho con bóng đèn 5 cánh như này. Con này thì siêu sáng rồi. Đây, siêu sáng ở đây các bạn này. Đấy, 5 cánh này. Sáng chói chang luôn, em đang quay đấy, rất sáng luôn các bạn nhá. Đấy, đây, 5 cánh này, 120.000 cho con 5 cánh như này nhá. Đấy, 120.000. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái con 8 cánh này. Đấy, con này là 8 cánh luôn. 8 cánh công suất là 200W, 180.000. 180.000 nhá, 8 cánh như này. Con 8 cánh này thì siêu sáng rồi, 2 4 6 8 cánh và một cái lõi bên trong như này nhá. Lên thì em là bóng đèn 8 cánh. Con này thì giá của nó sẽ là con 8 cánh này thì giá của nó sẽ là đi lên thì em là bóng đèn 8 cánh 180.000 nhá, 180.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái cây lọc nước, cái cục lọc nước nhá. Đấy, củ lọc nước như này, 50.000. Về nhà các bác lắp vào đầu các cái nguồn nước của máy giặt này rồi bình nóng lạnh này, nói chung là các bác cứ lọc qua các nguồn nước nhà mình, nó giúp lọc nước rất sạch luôn. Đó, 50.000 cho con lọc nước này. Đây, các bác có thể lắp qua bình nóng lạnh, máy giặt hoặc là các cái đầu nguồn lọc khác nhá. 50.000 cho con cục lọc nước như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là hai cái con sạc bình ắc quy. Nó sẽ là con sạc 12V thì là 190.000, còn con sạc 12-24 thì sẽ là 290.000. Nếu nhà các bác nào có cả loại bình cả 12 cả 24 thì dùng con này cho em. Đấy, cả bình 12 cả bình 24 thì dùng con này nhá. Đấy, còn con này thì chuyên bình 12 thôi. Đó, chuyên bình 12 thì chỉ có 190.000 thôi. Con chuyên bình 12 này là 190.000 nhá. Chuyên bình 12 này là 190.000. Còn con cả 12 cả 24 này thì sẽ là 290.000 cho hai con bình như này. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái kéo cắt cành đỏ nhá, cục đỏ như này. Đấy. Con này thì hàng cao cấp của Nhật rồi, hàng cao cấp của Nhật như này nhá. Chuyên để cắt cành nhá, cắt cành tỉa cây. Đó, hàng made in Japan, có cả chuyện của Nhật luôn các bác này. Đấy. Hàng thì nó sẽ là thép liền nguyên khối và có ốp gỗ như này. Các bác có thể dùng để cho biếu tặng làm quà hoặc là dùng để mình sử dụng làm vườn cắt cây cắt cành, rất là tiện ích luôn. Đó, sắc bén 150.000 kéo cắt cành. Tiếp theo thì em về cho bác cái sản phẩm đó là cái tất này. Tất hộp thì một hộp này là 5 đôi. Hộp này là 5 đôi, 80.000 cho một hộp 5 đôi nhá. Hàng của thương hiệu Nike của Nhật này, 80.000 cho một hộp 5 đôi như này. Co giãn 4 chiều nhá. Co giãn 4 chiều, thấm hút mồ hôi dày dẫn chống hôi chân nhá. Co giãn 4 chiều, thấm hút mồ hôi dày dẫn chống hôi chân. Con này thì giá của nó sẽ là 80.000 cho một hộp như này. Ngoài ra thì sẽ có cho các bác là cái tất vỉ nhá. Tất vỉ thì sẽ là 90.000 cho một vỉ 10 đôi. Đấy, một vỉ này của nó là 10 đôi luôn. Vỉ này là 10 đôi. Giá sẽ là 90.000 cho một vỉ 10 đôi nhá. 90.000 cho vỉ 10 đôi. Đó, cái này thì nó ngắn hơn một chút nhưng mà đổi lại nó là 10 đôi. Tiếp theo thì em lên cho bác cái đầu chuyển cưa. Con này thì các bác lắp vào để mình sử dụng làm máy đưa vào máy cắt, máy pin hoặc là máy điện đều được nhá. Để mình dùng cắt tôn này, đây, lắp vào nó sẽ như này các bạn. Đấy, để dùng cắt tôn rất là ngon luôn. Cắt tôn rồi lên theo là đầu cắt tôn 140.000 cái đầu cắt tôn như này nhá, 140.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái bộ dao đen nhá. Bộ dao đen. Bộ dao này thì sẽ là 130.000 cái bộ dao đen như này. 130.000 cho bộ dao đen như này nhá. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một kéo một liếc này, một kéo một liếc này, và có tới cho các bác là ba con dao khá là đẹp luôn, ba con dao rất là đẹp đây. Đấy, ba con dao như này, hàng siêu bén luôn. Đây, dao cũng khá là dày dẫn chắc chắn nhá, đây các bác này. Đấy, dao rất dày dẫn chắc chắn luôn. Đó, có cho các bác là ba dao nhá, ba dao như này. Đấy, dao này thì chủ yếu để các bác dùng để thái thôi chứ không chặt được đâu. Đấy, con này thì tầm khoảng 2-3 lạng thì chặt nhẹ được nhá. Đấy, đây, 130.000 trong cái bộ dao đen như này, 130.000 các bác này. 130.000 5 món, 130.000 5 món các bác nhá. Rất hợp lý cho các bác luôn, 130.000 cho 5 món luôn.
Đấy, tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là con dao chặt 1 cân này. Con này là 230.000, hàng nội địa của Nhật, made in Japan các bác này. Đấy, made in Japan này. Hàng nội địa của Nhật luôn, made in Japan. Dao chặt 1 cân. Con này các bác chuyên dùng để chặt xương trâu, xương bò, nói chung là chặt đa di năng được luôn. Con dao chặt 1 cân này, giá của nó sẽ là 230.000. Tiếp theo thì em lên cho bác con dao thái lỗ nhá. Con thái lỗ con này 130.000. 130.000 nhá. Cũng hàng của Nhật, made in Japan này. Con này thì cũng siêu bén luôn các bác. Đây để em thử dọc dây bóng này. Rất bén luôn các bác nhá. Con này các bác dùng để thái nhà bếp rất là ok. 130.000. Rồi ok. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Đó. Mã sản phẩm đầu tiên trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái lô thắt lưng da bò, hàng thanh lý giá cực kỳ tốt cho bác luôn nhá. Đấy. Các bác lên cho em là thắt lưng thanh lý nhá, thắt lưng thanh lý. Đó, thắt lưng chất liệu bằng da bò tự nhiên. Và cái này về thì nó cũng rất là hàng thanh lý cho nên nó rất là đa dạng luôn. Rất đa dạng, nhiều mẫu dáng, nhiều đầu, nhiều kiểu dáng khác nhau. Đấy thì bên em sẽ gửi ngẫu nhiên cho các bác thôi nhá. Đấy bên em sẽ gửi ngẫu nhiên cho các bác thôi. Đấy nó có con thì nó dập vân như này, chất liệu 100% da bò tự nhiên hết nhá. Đấy thì hàng này nó sẽ là hàng thanh lý cho nên cái giá nó rất là ưu đãi cho các bác. Và bên em bán thì hàng thanh lý cho nên là em sẽ gửi ngẫu nhiên cho các bác thôi nhá. Gửi ngẫu nhiên cho các bác thôi. Đấy nó sẽ là các cái dạng đầu như này. Các dạng đầu như này các bác này. Đấy. Các bác lên cho em là thắt lưng thanh lý nhá, thắt lưng thanh lý. Giá thì một con thắt lưng như này, chiều dài của nó thì từ 1m1 đến 1m3, từ 1m1 đến 1m3. Đấy rất là dài luôn. Mặt của nó rất đẹp. Hàng này thì hàng bên em thanh lý được trong các cái hệ thống siêu thị và cái giá cực kỳ là ưu đãi cho các bác luôn này. Đấy. Các bác lên cho em là thắt lưng thanh lý nhá. Đấy. Đây. Một con thắt lưng đẹp như này nhá. Đấy, một con thắt lưng đẹp như này. Đây các bác này. Đó. Rất chất lượng cho các bác luôn. Chất liệu 100% da bò tự nhiên nhá. Về nhà các bác cứ đốt thoải mái cho em, đốt thoải mái cho em. Đấy. Các bác nhận hàng các bác cứ đốt thoải mái cho em, cực kỳ là ok luôn. Đấy, đây. Rất ngon lành cành đào cho các bác luôn. Rất ngon lành cành đào luôn nhá. Đó. Đây, các bác thấy chưa? Đó, rất ngon lành cành đào luôn. Giá thì cực kỳ hợp lý cho các bác nhá. Giá rất hợp lý cho các bác luôn. Đó. Mặt của nó thì nó sẽ là dạng mặt đúc liền nguyên khối như này nhá. Mặt đúc liền nguyên khối như này, rất là đẹp cho các bác luôn. Đấy. Thì nó sẽ có cho các bác là mặt đúc liền nguyên khối như này, rất đẹp. Và giá thì bên shop đang gửi cho các bác cái giá rất hợp lý nhá. Đó. Giá của nó sẽ là 65.000 nhá, 65.000. Các bác lên mã giúp cho em là thắt lưng thanh lý này, thắt lưng thanh lý, giá sẽ là 65k. Đó. Lên mã giúp cho em đó là thắt lưng thanh lý nhá. Đấy. Thắt lưng này, đó. Thắt lưng thanh lý nhá, thanh lý, giá sẽ là 65k một chiếc nhá. 65.000 cho một chiếc. Ngoài ra thì bên shop cũng về cho các bác cái mẫu ví đây. Đấy mẫu ví. Hàng này cũng là hàng thanh lý cho các bác luôn, hàng thanh lý cho các bác luôn. Giá của nó là 50.000 cho một con thắt lưng như này. À một con ví như này. Nó sẽ có hai màu, màu nâu và màu da bò như này nhá. Màu nâu và màu da bò như này. Đấy, màu nâu màu da bò như này. Đấy nó sẽ là màu dạng như là màu nâu lẫn với màu đen luôn. Đấy. Màu này là màu đen này, màu đen này. Đấy, chất liệu của nó thì 100% là da bò tự nhiên, siêu mềm luôn các bác nhá. Đó. Da bò tự nhiên siêu mềm luôn. Con này thì nói chung là tất cả đều bằng da bò hết nhá. Con này thì bên shop sẽ bán cho bác với cái giá đó là 40k cho một cái ví da bò như này. Đấy. Các bác lên cho em là ví thanh lý nhá. Đấy, ví thanh lý này. Ví thanh lý. Ví thanh lý giá của nó sẽ là 40k một chiếc, 40.000 một chiếc. Còn bác nào lấy cả đôi thì bên em sẽ bán cho các bác với giá là 70.000 một đôi nhá. 70.000 cho một đôi. Đấy. Lấy một chiếc thì sẽ là 40.000. Còn lấy cả đôi thì sẽ là 70.000 nhá. 70.000 cho một đôi như này, 70.000 cho một đôi ví như này. Còn bác nào mà lấy cái thắt lưng kèm ví nhá. Đấy, nếu bác nào lấy combo một ví một thắt lưng như này bên em bán cho các bác với giá đó là 100 cành thôi. 100 cành cho một chiếc ví và một thắt lưng như này. Đấy, 100 cành. Các bác lên cho em là ví cộng thắt lưng thanh lý, giá sẽ là 100k. Đấy 100k nhá. Đấy 100.000. 100.000 cho một combo như này bao gồm là một ví một thắt lưng. Còn nếu bác nào lấy lẻ thì cái thắt lưng này sẽ là 65.000. Còn cái ví này sẽ là 40.000. Đấy, ví này sẽ là 40.000. Còn bác nào mà lấy combo 2 ví sẽ là 70.000 nhá. Combo 2 ví 70.000. Đấy, thì các bác lên mã giúp cho em đó là ví cộng với lại thắt lưng này, ví cộng thắt lưng thanh lý nhá. Giá sẽ là 100k. Đấy, 100.000 thôi, 100.000 cho một ví một thắt lưng như này.
còn lấy hai ví thì sẽ là 70.000, một ví là 40.000, còn lấy nguyên một thắt lưng thì giá sẽ là 65k nhé, 65k đó. Có cả hàng trơn, có cả hàng dập vân như này. Chất liệu của nó thì 100% là da bò tự nhiên, da bò nguyên miếng tự nhiên cho các bác luôn. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác và giá thành lý siêu thị, giá cực tốt luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái ly đồng các bác nhá. Đấy, ly đồng thì bên shop có hai mẫu, một là ly đồng, hai là chén đồng. Đấy, cái ly đồng này thì giá của nó sẽ là, các bác lên cho em cái này, nó sẽ là cái ly đồng nhá. Cái ly đồng này thì chiều cao của nó vào khoảng 5 cm này. Cái này sẽ là 30k trong cái ly đồng như này. Đấy, lên mã giúp cho em là ly đồng giá sẽ là 30k nhá. 30k cho một cái ly đồng như này các bác này. Lên cho em là ly đồng giá sẽ là 30.000 này. Ngoài ra thì bên shop có cái chén đồng nhá. Chén đồng thì giá sẽ là 50k một cái này. 50k trên một cái chén đồng như này, và mua cả chục thì giá sẽ là 45.000. Đấy, 450.000 một chục cho cái chén đồng như này. Chén này thì miệng của nó khoảng 4-5 cm nhá. Chiều cao của nó cũng khoảng 4-5 cm luôn. Lên mã giúp cho em đó là chén đồng nhá. Chén đồng giá sẽ là 50.000. Còn cái ly đồng này thì cao khoảng 5 cm và cái giá của nó sẽ là 30.000 một chiếc, 30.000 một chiếc nhá. 30k một chiếc. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác sản phẩm đó là cái gà tàn bằng đồng nhá. Gà tàn bằng đồng như này, giá sẽ là 80k nhá. 80k cho một cái gà tàn đồng như này. Đấy, con này thì bằng đồng các bác dùng để làm gà tàn thuốc, để trên bàn vừa sang xịn mịn vừa đẹp này. Đó, rất đẹp cho các bác luôn. Đây. Đấy, lên mã giúp cho em đó là gà tàn đồng nhá. Gà tàn đồng giá sẽ là 80.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái chổi chổi lông phớt trần nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con chổi lông như này. Các bác dùng để mình phớt trần rất là tiện luôn. Đấy. Nó sẽ là dạng lông tĩnh điện như này, dạng lông tĩnh điện như này các bác này. Đấy. Khi các bác lau thì bụi bẩn nó sẽ bám vào đây. Xoáy cho em cái này vào này, xoáy cho em cái này vào. Đó. Và cái này thì các bác có thể ngoắt ngoéo điều chỉnh được này, ngoắt ngoéo điều chỉnh như này. Đó. Ngoài ra thì con này các bác có thể rút ra được nhá. Rút ra được thì chiều dài tối đa của nó vào khoảng là 2m4 đến 2m8 nhá, 2m4 đến 2m8. Rất dài luôn. Cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 55.000 thôi. 55k cho một cái bộ chổi lông phớt trần như này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là chổi lông phớt trần, giá thì chỉ có 55.000 thôi. Giá thanh lý cực kỳ hạt rẻ cho các bác luôn. Đấy. 55k, giá không thể tin nổi luôn các bác nhá. Chổi lông phớt trần giá sẽ là 55k nhá. Đấy, 55k, 55.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái chắn gió bếp ga. Đấy, cái này thì các bác cứ đặt vào cái bếp ga nhà mình, sau đó thì mình đun nấu như bình thường, nó giúp cho các bác là chắn gió để giảm tiêu thụ lượng ga nhé, giảm hao hụt ga. Giá sẽ là 25k cho một cái chắn gió bếp ga như này, 25.000, phù hợp với hầu hết các loại bếp ga nhé, phù hợp với hầu hết các loại bếp ga luôn, 25.000. Tiếp theo thì em lên cho các bác sản phẩm đó là cái vòi cam nhé, vòi cam. Con này thì về nhà các bác kết nối vào cái đầu nguồn nước nhà mình và nó có thể ngoắt ngoéo như này thì rất là tiện này, để các bác có thể dùng để mình điều chỉnh, mình xịt tạo hướng cho cái vòi nước nhà mình hoặc tưới cây. Đấy, lên cho em là vòi cam, giá sẽ là 35k nhé, 35.000 cho cái vòi cam như này, 35k thôi, giá cực kỳ hợp lý luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bảng tự xóa nhé, bảng tự xóa. Con này thì các bác dùng để cho các em nó vui chơi sáng tạo rất là tiện ích luôn. Đó, nó sẽ có cho các bác là một cái lẫy khóa ở đây, các bác bật lên này. Đấy, sau đó thì mình sử dụng này. Đấy, các bác có thể dùng để mình viết lách đa di năng luôn. Đó, xóa đi này, rất là tiện nhá. Lên cho em là bảng tự xóa nhá. Bảng tự xóa này, giá của nó sẽ là các bác lên cho em là bảng tự xóa, giá sẽ là 40k nhá. 40.000 cho cái bảng tự xóa như này. Đấy, rất tiện luôn. Có cả bút viết đàng hoàng nhá. Đấy. Về nhà khi sử dụng thì các bác mở cái khóa này cho em này. Đấy, nó có cái lẫy khóa đằng sau này. Mở ra. 40.000. Giá rất hợp lý thôi. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái thìa các bác này. Đấy, cái đũa nhá, đũa của hàng thương hiệu Winling của Đức, Su 304 đây. Đấy, inox 304 các bác này. Đấy, Su 304. Một vỉ này có là 5 đôi, giá sẽ là 55.000 nhá, 55.000. Hàng inox 304 dày dẫn chắc chắn, dùng thì cực kỳ an toàn. Đấy, không lo bị vi khuẩn xâm nhập các nhá. Giá thì chỉ có 55.000 cho một hộp này thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái đèn đây. Các bác lên mã giúp cho em đó là đèn phễu nhá. Nó sẽ hình như phễu như này. Pha của nó thì rất sáng luôn các bác này. Pha của nó rất là rọi luôn các bác thấy không? Đây. Pha của nó rất là rọi như này các bác này. Có 3 chế độ sáng mạnh, sáng vừa và nhấp nháy này. Rất sáng luôn các bác thấy không? Ban ngày mà còn như này.
Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 90.000. Có cả quay đeo nhé, có cả đèn báo này, có đèn báo điện và có cả cổng sạc ra cho điện thoại luôn. 90k cho một con đèn phễu này thôi. Lên mã giúp cho em đó là đèn phễu nhá. Đấy. Đèn phễu giá của nó sẽ là 90k. 90k cho con đèn phễu này. Rồi, ok. Hello, chào các bác, quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Đấy, bên shop thì tiếp tục cập nhật la liệt các mã hàng mới thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Mã sản phẩm đầu tiên đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác một cái lô đồng hồ cơ này. Hàng cực kỳ chất lượng và xịn sò cho các bác luôn. Đây, đó, hàng đồng hồ cơ cực kỳ chất lượng các bác nhé. Đây, khi các bác nhận được hàng thì nó sẽ là hàng trong hộp như này. Đấy, hàng bên em thanh lý siêu thị nhé. Hàng thanh lý siêu thị trong hộp như này, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Và giá thì sẽ gửi tới các bác cái giá rất là tốt nhé. Đây, một con đồng hồ cực kỳ chất lượng các bác này. Đấy, đồng hồ cơ cực kỳ chất lượng luôn. Đấy, con này là lộ rõ cơ luôn nhá. Mặt kính sapphire nhá, mặt kính sapphire, lộ rõ cơ cho các bác luôn. Đó. Và con này các bác dùng thì quá là chất rồi. Đây các bác này. Đấy, đây cái cơ của nó đây này. Đấy, cái cục cơ của nó quay này. Đó. Con này thì dùng cực kỳ chất luôn. Đấy, mặt kính sapphire rất đẹp nhá. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là một con đồng hồ cơ cực kỳ chất lượng cho các bác luôn nhá. Đấy, quay đeo các thứ này, dây của nó đều là dây màu vàng hết, rất là đẹp này. Đấy, màu vàng gold rất là đẹp luôn. Đó. Hàng mới tinh thanh lý siêu thị chưa qua sử dụng nhá. Dây giếc còn nguyên dây bóng niêm phong này. Lộ cơ 100% luôn nhá. Mặt lộ cơ 100% như này. Con này thì dùng thì cực kỳ là đã luôn. Đó. Các bác lên mã giúp cho em đó là đồng hồ cơ La Mã nhá, đồng hồ cơ La Mã. Con này thì nó sẽ là số La Mã như này. Đấy, số La Mã rất là đẹp như này. Cho nên các bác lên cho em là đồng hồ cơ La Mã, giá của nó sẽ là 470.000. Đấy, 470.000. Đeo vào thì cực kỳ chất luôn. Đó, đây các bác này. Đó, các bác thấy không? Đây. Số của nó là số La Mã như này nhá. Đấy, số La Mã như này. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ cơ La Mã, giá sẽ là 470.000 và bên em bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Khi các bác nhận được hàng thì hàng nguyên đai nguyên kiện trong hộp như này. Các bác có thể mua dùng để cho biếu tặng làm quà nhá. Đấy, dùng để cho biếu tặng làm quà. Lên cho em là đồng hồ cơ La Mã, giá sẽ là 470k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đồng hồ cơ 53 nhá. Đấy, đây đồng hồ cơ. Con này thì nó sẽ là 1853. Lên cho em là đồng hồ cơ 1853 này. Đấy. Thì các bác lên mã giúp cho em đó là đồng hồ cơ 53 đi, đồng hồ cơ 53. Con này thì tuổi đời của nó từ năm 1853. Đấy, công ty này của nó cũng khá là lâu đời rồi. Đấy. Hàng thì cũng là hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Hàng rất chất lượng, nó cũng là hàng cơ nha. Đấy, đây, hai con nhá. Con này thì các bác lên cho em là cơ La Mã này, còn con này các bác lên cho em là cơ 53 nhá. Đồng hồ cơ 53. Đấy, và đồng hồ cơ La Mã. Thì các bác muốn lấy cái mẫu nào thì lấy nhá. Lên cho em là đồng hồ cơ 53, giá sẽ là 450.000. Đó. Đồng hồ cơ 53 nhá. Đấy. Đồng hồ cơ này 53, giá sẽ là 450k nhá. 450.000 và bên em đã bao ship. Đấy. Còn đồng hồ cơ 53 thì nó sẽ là đựng trong một cái hộp màu xanh như này. Màu xanh như này các bác này. Đấy, đây. Con cơ 53 thì nó sẽ là đựng trong cái hộp như này. Hàng cơ cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Và đồng hồ của Nhật thì các bác biết rồi. Đồng hồ của Nhật nhá. Đấy, rất đẹp cho các bác này. Đấy, các bác thấy không? Đó, rất đẹp luôn. Con này thì các bác lên mã giúp cho em đó là đồng hồ cơ 53 nhá. Đồng hồ cơ 53, giá sẽ là một con như này, giá của nó sẽ là 450.000. Đồng hồ cơ 53, giá sẽ là 450.000 các bác nhá. 450.000. Đó thì bên em có hai mẫu như vậy. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái bóng đèn USB nhá, bóng đèn USB. Con này thì các bác cắm trực tiếp vào ổ USB cho em. Lên cho em là đèn ngủ USB nhá, đèn ngủ USB. Đấy, bên shop bán nó sẽ là 5.000 nhá, 5.000 cho một cái đèn ngủ USB này. Đấy. 5.000 cho các bác cái đèn ngủ USB này, và các bác nào là mua 5 thì sẽ tặng 1 nhá. Mua 5 thì sẽ tặng 1. Đây em sẽ cắm cho các bác xem này. Đấy đây. Các bác cứ cắm vào nó sẽ lên cái màu vàng như này, rất là đẹp này các bác này. Đó, lên cái màu vàng như này. Đó. Các bác lên cho em là đèn ngủ USB nhá. Đấy, cái chân này của em nó hơi bị lỏng một chút. Đây, đây các bác thấy không? Đó. Thì lên cho em là đèn ngủ USB. Đấy. Các bác lên cho em là đèn USB, nó cắm vào cái ổ USB hoặc các bác cắm vào cái máy tính của mình cũng ok. Đó, đèn USB. Con này thì nó sẽ là 5k một chiếc nhá. 5k trong cái như này. Và bác nào mua 5 thì bên em sẽ tặng 1 nhá. Mua 5 tặng 1. Lên mã giúp cho em đó là đèn USB này, đèn USB đấy, đèn USB, giá sẽ là 5k một cái nhá, 5k cho một cái đèn như này.
Đấy, đèn USB 5K một cái như này, và mua 5 thì sẽ tặng 1 nhá, mua 5 tặng 1. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái kéo cắt tôn nhá, kéo cắt tôn trợ lực. Con này thì vừa có trợ lực và vừa nghiêng góc nghiêng 45 độ như này, thì khi các bác cắt này, đấy ví dụ như đây nó sẽ là miếng tôn này thì nó sẽ đi ở bên dưới như này nhá, đi ở bên dưới này thì nó rất là an toàn, không sợ bị đâm vào tay, và các bác dùng nó tiện ích, nó nhanh và có trợ lực thì cắt rất là nhanh luôn. Nên mã giúp cho em là kéo tôn trợ lực, giá thì hàng thì hàng của Nhật rồi, và giá thì sẽ là 160.000, kéo tôn trợ lực 160k các bác nhé. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái chổi cọ rỉ này. Đấy, các bác ví dụ như là bị các cái phần như là rỉ sét này, hoặc là sân sướng rồi nhà cửa chỗ nào mà các bác muốn đánh cọ đấy, hoặc là kỳ cọ về những cái tường nó bị mục nát, hoặc là đánh xoong đánh nồi đều ok hết nhá, ok hết nhá. Lên cho em là chổi cọ rỉ, giá sẽ là 15k nhá. Đây, cái này của nó sẽ là bằng một cái lớp thép như này, thì các bác dùng để mình kỳ cọ rất là ok luôn. Đây, đấy, ví dụ như các bác kỳ này, đấy, kỳ này đánh như này, đấy nó rất là sạch luôn các bác nhá. Đấy, lên cho em là chổi cọ rỉ, giá sẽ là 15.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái chổi, các bác lên mã giúp cho em đó là cái cái này thì các bác chuyên dùng để mình cọ xong nồi nhá. Đấy, các bác cho nước rửa bát vào đây cho em. Cho nước rửa bát vào đây cho em này. Đấy, sau đó thì mình kỳ cọ mình đánh rửa đi cho em là xong. Đó, lên mã giúp cho em đó là cọ xong nồi nhá. Giá sẽ là 15k một chiếc nhá. 15.000 cho một cái cọ xong nồi như này. Bác nào mua từ 3 cái thì bên em tính cho các bác cái giá là 40.000 cho 3 cái nhá. 40.000 cho 3 cái, lên cho em là cọ xong nồi này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái khăn ướt lau bếp nhá. Đấy. Con này thì nó sẽ có tẩm sẵn cho các bác là các cái tẩy rửa ở đây rồi. Đấy, nó sẽ có bọt như này. Đấy, có bọt như này. Đấy, các bác sẽ dùng thì nó sẽ lên bọt như này nhá. Đấy, thì nó giúp cho các bác là lau chùi và tẩy rửa bàn bếp này. Đấy, dầu mỡ này, vết bám dầu mỡ này, rồi là bụi bẩn là đều ok hết nhá. Nên mã giúp cho em là khăn ướt lau bếp nhá. Khăn ướt lau bếp giá sẽ là 25k trên một bịch như này. 25.000 trên một bịch khăn ướt lau bếp như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm nó là cái vòng đá này. Đấy, một cái vòng đá rất là đẹp như này. Đó. Một cái vòng đá rất là đẹp như này nhá. Đấy, vòng đá tự nhiên rất là đẹp như này các bác này. Đấy, dùng để đeo trang sức này, giúp cho điều hòa huyết áp, đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông, vừa đeo trang sức luôn. Hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn nhá. Lên mã giúp cho em đó là vòng đá này. Các bác lên cho em là vòng đá nhá. Giá của nó sẽ là 35k. Đó. Lên mã giúp cho em là vòng đá này. Đấy, vòng đá. Giá sẽ là 35.000. Đấy, chất liệu bằng đá đây. Đấy, và đây nó sẽ là hình đây, hình con này hình như là nó là con sư tử các bạn này. Đấy, đây đấy, một con sư tử hay là con nghê gì đấy này, rất là đẹp luôn đó. Đây, giá sẽ là 35k nhé, giúp cho các bác đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông này. Đấy, cái cước này của nó là nó sẽ là dạng cước đa sợi cho nên không sợ bị đứt nhá, và rất là giãn luôn. Lên trên là vòng đá, giá sẽ là 35.000. tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái quạt trần đây các bạn. Đấy, cái quạt trần đây, giá 100.000 cho con quạt trần nha. Đường kính của nó thì nó vào khoảng là 32 cm các bác nhá. Đấy, đường kính của nó khoảng 30-32 cm. Các bác cứ cắm điện vào cho em, sau đó thì bật lên là xong. Đó, đây, cắm điện. Ở đây nó sẽ có công tắc này, có công tắc đây, các bác bật lên cho em này. Đấy, đây. Đấy, quạt chạy cực kỳ là tít luôn. Rất là trường gió các bác nhá. Đấy, rất là nhiều gió luôn. Đó, quay theo. Đây. Có công tắc tắt bật cực kỳ đơn giản luôn. Đường kính của nó là 32 cm, sử dụng điện 220V. Giá 100k nhá, 100k, 1, 2, 3, 4, 5. Đấy, lên mã giúp cho em đó là quạt trần nhá. Đấy, lên mã cho em là quạt trần, giá sẽ 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác là sản phẩm đó là cái bộ rổ vuông này. Đấy, lên mã giúp cho em đó là bộ rổ vuông đây. Bộ rổ vuông này thì bao gồm là 3 đôi. Đấy, hàng này chất của nó thì cực kỳ là mềm mại luôn. Đấy, chất của nó thì siêu mềm luôn các nhá. Đấy, bộ rổ vuông giá sẽ là 90.000 nhá. Chất liệu của nó là nhựa Việt Nhật này. Nhựa Việt Nhật thì các bác biết rồi. Đây. Đấy, em chỉ cần test này là các bác biết rồi. Một bộ của nó sẽ bao gồm là 3 đôi nhá, 3 đôi. Đấy. Thì nó sẽ là nhỏ nhất là khoảng 20 và to là khoảng 35. Đó, 3 đôi như này. Lên mã cho em là bộ rổ vuông, giá của nó sẽ là 90k nhá. 90k cho cái bộ rổ vuông như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái máy đồng hồ nhá. Đây, các bác lên mã giúp cho em đó là máy đồng hồ này. Đây. Đấy, cái máy đồng hồ như này giá sẽ là 40.000. Đầy đủ cho các bác combo bao gồm là 3 kim nhá, 3 kim. Đó. Về nhà thì các bác chỉ cần là lắp kim nó biết vào cho em là xong. Đó. Lắp kim nó biết xoáy ốc vào cho em là xong. Đó. Sẵn đầy đủ cho các bác kim vàng như này nhá, kim vàng như này. Ốc biết đầy đủ cho các bác luôn. Ốc
vít đầy đủ cho các bác luôn nhá. Đấy, và con này thì không có pin đâu, về nhà các bác tự lắp pin mà thôi. Đấy, các bác có thể về để mình sử dụng chế cháo hoặc là thay vào cái đồng hồ cũ nhà mình. Đây mã giúp em đó là máy đồng hồ nhá, máy đồng hồ. Giá của nó sẽ là 40k nhá, 40k cho một con máy đồng hồ như này, 40.000. Đầy đủ pin tiếp cho các bác luôn. Lên mã cho em là máy đồng hồ. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái mỏ hàn xanh này. Công suất của nó là 150W và con này nó sẽ là nhả thiếc tự động. Các bác lắp vào đây cho em. Đó, lắp vào đây cho em này. Đấy, lắp vào đây cho em. Đấy, lắp vào đây. Sau đó thì mình lắp cái quận thiếc vào đây và luồn qua cái khe này. Hàng của Nhật made in Japan, sử dụng điện của nó là 220V. Đấy, cắm điện trực tiếp bóp vào đây. Thế là các bác hàn thôi. Rất là tiện nha. Lên mã giúp cho em đó là mỏ hàn xanh nhá, mỏ hàn xanh. Con này bên em đang bán 130.000, đợt này về cho bác giá chỉ còn là 110.000 thôi. 110.000 cho cái mỏ hàn xanh như này nhá. Công suất 150W, hàng của Nhật đây. Made in Japan này, đấy, made in Japan. Đó, hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Lên mã giúp cho em là mỏ hàn xanh nhá. Mỏ hàn xanh. Mỏ hàn xanh này. Mỏ hàn xanh, giá sẽ là 110k nhá, 110.000 cho cái mỏ hàn xanh như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái cặp lồng thôi nhá. Đấy, cặp lồng, các bác lên mã giúp cho em đó là cặp lồng tầng nhá, cặp lồng tầng. Giá thì chỉ có 80 cành thôi. 80 cành cho một con cặp lồng tầng như này. Một con như này nó bao gồm cho các bác là 4 tầng. Đấy, 4 tầng luôn, tha hồ thoải mái. Mang cơm, mang nước, đi học, đi làm, đi ăn, đi uống, đi chơi đều được hết nhá. Đấy, có các nắp đậy như này thôi. Đấy, có nắp đậy nhá, nắp đậy giòn kín hết này. Và đây thì nó sẽ tách ra. Các bác cứ tách cho em, nó sẽ từng ngăn một như này. Đấy, mỗi ngăn là một ô như này, dung tích của nó là 2.8L nhá, 2.8L. Đấy, rất tiện rất luôn. Đấy, nó sẽ có 1 2 3 4 ngăn như này, rất tiện nhá. Đấy, có 4 ngàn cho các bác luôn nhá. Có 4 ngàn và sẽ có cho nắp đậy cho anh như này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là cặp lồng tầng nhá. Giá sẽ là cặp lồng tầng này. Giá sẽ là 80k cho một cái bộ cặp lồng tầng như này, 80k. Dung tích của nó là 2.8L cả vỏ nhá. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái lô chuyên chén ngọc nhá. Đấy, chuyên chén ngọc. Đấy, nó hình màu sắc màu xanh ngọc rất là đẹp như này. Đấy, cho nên bên em sẽ lên nó là chuyên chén ngọc nhá. Một bộ như này thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một chuyên. Chuyên thì nó sẽ là hàng nhỏ trong lòng bàn tay như này. Hàng nhỏ trong lòng bàn tay như này thì các bác nhá. Đây, các bác nhìn cái bàn tay của em này. Đó, hàng nhỏ trong lòng bàn tay như này. Bao gồm cho các bác là một bộ chuyên. Đấy, một chuyên và có cho các bác là đi 6 em chén nhá, 6 em chén ngọc như này các bác này. Đấy, chén ngọc pha lê. Đấy, nó sẽ là dòng đất nung và có tráng men pha lê, men ngọc như này, men đá ngọc rất là đẹp như này. Đấy, con này thì các bác uống trà và nó lên cái màu trà màu chiếc rất là đẹp luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Một cái bộ chuyên chén ngọc như này, giá bên shop đang gửi tới các bác chỉ có cho các bác là 95.000 thôi nhá, 95.000. Lên mã giúp cho em đó là chuyên chén ngọc nhá. Đấy, chuyên chén ngọc này. Chuyên chén này, đấy, chuyên chén ngọc, giá sẽ là 95k nhá, 95k cho một bộ như này. Giá siêu rẻ luôn. Siêu rẻ cho các bác luôn nhá. Đấy, một bộ sẽ bao gồm cho các bác là một chuyên và 6 chén. Đây, chén rất ngon luôn các bác này. Đấy, chén rất đẹp, rất ngon, rất đẹp luôn. Đó, dày dẫn chắc chắn nhá. Chén này thì dày lắm. Các bác dùng thì vô sự tư thoải mái luôn, không bao giờ lo bị gọi là không bao giờ lo bị sứt nhá. Đấy, còn chuyên của nó cũng khá là dày dẫn chắc chắn nhá. Đấy, trong lòng bàn tay như này. Lên mã giúp cho em là chuyên chén ngọc combo cho các bác một bộ như này. Giá chỉ có cho các bác là 95.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái thuốc các bác lên cho em là thuốc kiến dán nhá, thuốc kiến dán. Đấy. Thì con này bên shop bán cho các bác với giá đó là bên shop bán cho các bác combo là 20.000 ba lọ nhá. Đấy, bên em bán từ ba lọ trở lên và giá sẽ là 20.000. Đấy, 20.000 cho ba lọ như này. Đấy, 20.000 cho ba lọ như này. Các bác lên cho em là thuốc diệt kiến dán nhá. Đấy, thuốc diệt kiến dán, giá sẽ là 20.000 cho ba lọ. Đấy, giá cực kỳ tốt cho bác luôn. Trước cái này em đang bán là 10.000 một lọ, đấy, tức là 30.000, nhưng mà bây giờ bán cho bác combo 20.000 cho ba lọ này luôn. Đấy, 20.000 cho ba lọ. Còn bác nào mua lẻ thì vẫn chấp nhận là 10.000 một lọ nhá. Còn bên em bán combo sẽ là 20.000 cho ba lọ thuốc kiến dán như này. Cái này thì các bác chỉ cần ở đây. Đấy. Các bác lắc đều lên cho em này. Sau đó thì mình nhỏ vào các cái khu vực mà có kiến có dán nó trú ẩn nhá, là nó sẽ ăn và nó sẽ dẫn cả đàn đến ăn và chết cả đàn luôn. Đấy, giá thì 20.000 cho ba lọ. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái máy cái đèn chợ sáng nhá. Đấy, đèn chợ sáng dành cho xe máy này.
Đấy, xe máy xe đạp điện đều lắp lắp được cả nhá. Đấy, con này thì nó sẽ là cái dòng mà đây. Đấy, đây độ sáng của nó này, 3.000 đến 6.000K này. Đấy. Và con này thì nó dùng được cho áp quy 12 và 24V đều dùng được hết nhá. 12 24V đều dùng được hết. Đây. Đấy, nó sẽ là một con đèn nhỏ gọn như này. Đấy, nó sẽ là tương đương với lại bằng hai ngón tay như này nhá. Có cả phần đai để các bác bắt vít này, ốc vít cái thứ đầy đủ nhá, combo đai rồi ốc vít đầy đủ cho các bác luôn. Đấy, về nhà các bác bắt vít vào cho em. Đây, có cái phần đai bắt vít như này. Sau đó thì các bác lắp vào xe của mình, lắp vào xe đạp điện, xe máy của mình. Đấy. Và mình đấu trực tiếp vào cái nguồn ắp quy của mình là xong. Đó. Lên mã giúp cho em đó là đèn trợ sáng nhá, đèn trợ sáng. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40k nhá, 40k cho một con đèn trợ sáng như này thôi. Đèn trợ sáng, giá sẽ là 40.000. Con này thì siêu sáng luôn các bác nhá. Đây các bác này, nó sẽ là một con đèn nhỏ gọn như này. Đấy, về nhà các bác đấu vào cái nguồn áp quy cho em. Đó, rất sáng luôn nhá. Đấy. Rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đó. Đây. Đấy, pha của nó rất là dọi thì các bác mình trợ sáng cho xe đạp điện này. Đấy, hoặc là xe máy cũng rất là ok, lắp đặt thì cũng rất là đơn giản thôi. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái kìm bấm cúc nhá. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một kìm và một cái bộ cúc như này. Một kìm, một bộ cúc như này. Đấy, thì nó sẽ có cúc âm và cúc dương. Thì về nhà các bác chỉ cần đặt vào đây là mình bấm là xong. Đó. Lên cho em là kìm bấm cúc một bộ như này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40.000 nhá. Đấy. 40.000 cho một cái bộ kìm bấm cúc như này thì rất là tiện để cho các bác mình về mình sử dụng trong các cái hoạt động như quần áo của mình nó bị lỏng này hoặc bị bong cúc các thứ nhá. Đấy. Các bác chỉ cần đặt cái này cho em này. Đấy, đặt vào sau đó thì mình bấm vào thôi. Đó, nó sẽ có hai phần, phần âm và phần dương, các bác đặt vào sau đó thì mình bấm vào. Đó, các bác thấy không? Đấy, quần các loại quần áo, quần bò, quần miếc đều bấm được hết nhá. Đấy, nó sẽ có hai phần như này, một âm một dương, các bác cứ đặt vào. Đấy. Đây, đặt vào sau đó thì mình bấm thôi. Nó rất là tiện ích luôn, thì các bác có thể bấm vào để mình sử dụng, nó rất là đa di năng luôn nhá, rất chắc chắn và tiện ích luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có cho các bác là 40k cho một cái bộ kìm bấm cúc thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái khay đá thông minh nhá, khay đá thông minh. Đây nó sẽ là một cái dòng khay như này các bác này. Đấy. Con này thì rất là tiện dụng và nó có nắp luôn, một khay này của nó là 14 viên, mỗi bên 7 viên và 14 viên thì nó có cả nắp nhựa như này thì các bác có thể để chồng lên 5-10 khay một lúc được. Đấy, trồng lên 50 khay mà các bác cho nước vào cho em. Và bên dưới này nó sẽ là cái lớp cao su non như này. Thì khi các bác sử dụng thì các bác chỉ cần đẩy cái viên đá này lên cho em là xong. Đây em sẽ có cái video thực tế em đã sử dụng cho các bác xem. Các bác lên cho em là khay đá thông minh, giá sẽ là 15k một chiếc nhá. 15.000 cho một chiếc khay đá thông minh như này. Đấy, 15.000 một chiếc. Bác nào mua 5 thì bên em sẽ tặng 1 nhá. Mua 5 tặng 1 luôn. Đấy, giá ưu đãi cho các bác, 15.000 một chiếc, mua 5 tặng 1. Đây là cái khay đá mà em đã làm này, em bỏ trong tủ nha em này. Đấy, anh em chỉ cần ấn phát này nó lên luôn. Đấy, thông minh chưa? Đấy, đúng là quá là thông minh luôn. Người thông minh như này không sống được lâu anh em nhé. Đó, đây các bác thấy không? Đấy, anh em chỉ cần lấy nhẹ cái này nó lên luôn, rất tiện này. Đấy, viên đá nó ra rất là đẹp luôn. Viên đá này anh em uống cà phê, uống nước ngọt hoặc là anh em uống bia thì rất là tuyệt vời. Và nó rất là tiện. Anh em không cần phải lấy hết sức để vặn vọ cái khay đá hoặc là đập hoặc là gõ mất công. Đây, anh em chỉ cần lấy này là nó lên luôn, đẹp chưa? Anh em ơi, đẩy viên nào lên viên đấy luôn nhá. Đó. Đấy, chỉ cần đẩy cái này lên luôn. Đó. Rất là tiện anh em nhé. Anh em chỉ cần đẩy nhẹ này nó lên thôi. Giá thì bên shop đang gửi tới anh em, giá cực kỳ là tốt luôn. Anh em có bác mua hàng cho mình. 15.000 chiếc, mua 5 tặng 1 các bác nhé. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mã sản phẩm đó là cái xi giày. Thì nó sẽ có cho các bác là xi đánh giày. Có cho các bác là hai màu, màu đen và màu nâu như này. Màu đen và màu nâu như này. Đấy, hàng hết lâu lắm rồi, với lại có hàng về nhá. Giá sẽ là 40k cho một 40k cho một hộp xi như này. Ở đây thì về nhà các bác chỉ cần lột ra cho em. Đấy, và đây nó sẽ có sẵn cho các bác là cái phần bông mút như này. Bông mút như này các bác chấm vào xi này. Sau đó thì các bác đánh lên giày như này, sạch luôn, rất tiện ích. Đấy, cái xi này thì nó lên màu rất là tốt và tạo độ bóng rất là tốt luôn nhá. Tạo độ bóng rất là tốt luôn. Có hai màu, màu đen và màu nâu. Lên mã giúp cho em đó là xi đánh giày, giá sẽ là 40k trên một lọ nhá. 40.000 trên một lọ xi như này. Các bác lấy màu đen cũng có mà màu nâu cũng có luôn. Đấy, muốn lấy màu nào thì lấy, màu đen hoặc màu nâu. Giá thì sẽ là 40k trên một lọ xi đánh giày như này. Hàng này thì rất là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Có sẵn miếng mút rồi, mình chỉ cần quẹt qua giày cho em cái là xong. Lên cho em là xi đánh giày nhá, 40k trên một lọ. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái máy chuyên đuổi chuột nhá, máy đuổi chuột và côn trùng kiến gián. Nhưng mà con này thì thiên về đuổi chuột hơn. Lên cho em là máy đuổi chuột, giá sẽ là 35k thôi.
hàng cực kỳ chất lượng mà giá rất hợp lý nhá, 35.000 cho một con máy đuổi chuột như này. Đây các bạn này, là chiếc máy đuổi chuột và côn trùng thông minh, tuy không phát ra tiếng ồn nhưng lại phát ra tần sóng âm xung khắc với các loài chuột cũng như các loại côn trùng gây hại khác. Cách sử dụng vô cùng đơn giản, chúng ta chỉ cần cắm trực tiếp vào ổ điện thôi ạ. Mỗi máy sử dụng được trong phạm vi bán kính 100m2 là máy sẽ phát huy công dụng tối đa nhất quý anh chị nhé. Sản phẩm được nhập khẩu từ Mỹ, kiểm định an toàn của Hoa Kỳ nên tuyệt đối không ảnh hưởng tới sức khỏe con người và vật nuôi đâu ạ. Các anh chị nhà mình dẹp hết giúp em các loại bình xịt kiến dán muỗi gây hại cho sức khỏe đi ạ. Lycomas xin chào quý anh chị. Giá chỉ có 35k này các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bộ quần áo mưa các bác này, bộ quần áo mưa như này. Hàng thì đúng như trên hình như này luôn. Đấy. Đúng như trên hình như này nhá, hàng của thương hiệu Tú Phong, hàng VIP 1, hàng loại 1 cho các bác luôn. Chất liệu của nó thì nó sẽ là vải áo mưa nhá. Đấy. Nó là vải phủ áo mưa, đấy vải phủ ni lông cho nên là nó rất là bền và có hai lớp như này các bác này, hai lớp như này. Vừa là chống nắng chống mưa. Đấy, chống nắng chống mưa và chống rét rất là tốt luôn. Có cả mũ ở đằng sau đây nhá, có cả mũ đằng sau luôn. Đó. Hàng thì size của nó là size L, tiêu chuẩn các bác sử dụng thì rất là ok. Đấy, bao gồm cho các bác là combo một quần và một áo, một quần một áo. Giá sẽ là 195k nhá, 195k. Lên mã giúp cho em đó là bộ quần áo mưa 195.000. Đấy, giá thì chỉ có 195 cành cho cái bộ quần áo mưa như này thôi. Giá khá là tốt cho các bác sử dụng luôn. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là cái ống nhòm các bác này, ống nhòm 3D. Con này thì rất nhỏ gọn và tiện dụng các bác nhá. Rất nhỏ gọn và tiện dụng luôn. Sản phẩm này thì nó có thể đẩy lên được như này các bác này, đẩy lên được như này và nó sử dụng hai quả pin con thỏ nhỏ về nhà các bác lắp cho em hai viên pin con thỏ nhỏ vào đây chứ em. Đấy. Cái dòng này thì nó sẽ là cái dòng đồ chơi dành cho trẻ em thôi. Đấy, dòng đồ chơi dành cho trẻ em thôi nhưng mà nó cũng thiết kế khá là ngầu nhá, thiết kế khá là ngầu đấy các bác. Đấy, dòng này nó sẽ là dòng đồ chơi dành cho trẻ em thôi nhưng mà thiết kế khá là ngầu. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất là ưu đãi cho anh em các bác luôn. Giá chỉ có 90k thôi nhá. Các bác có thể mua về để cho các em nó sử dụng này, thỏa sức sáng tạo này. Đấy, các bác thấy không? Đây, có cả đèn sáng như này. Về nhà thì các bác lắp pin vào cho các em nhá. Lắp pin vào cho các em để mình sử dụng này. Đấy. Giá thì chỉ có 90k thôi. Đấy, các bác lên mã giúp cho em đó là ống nhòm nhá, ống nhòm. Giá sẽ là 90.000 cho một con ống nhòm như này. Rất tiện dụng cho các em nó sử dụng và thỏa sức sáng tạo nhá. Con này thì nó sẽ là ống nhòm ban đêm nhá, ống nhòm ban đêm. Đấy, các bác lên cho em là ống nhòm. Giá thì chỉ có 90k thôi. Đấy, nó là ống nhòm đồ chơi dành cho trẻ em nhá. Đấy, lên cho em là ống nhòm. Giá sẽ là 90k một chiếc nhá, 90.000 cho một chiếc ống nhòm như này. Rất tiện ích cho các bác sử dụng. Đây, các bác này. Đó, chuyên sử dụng cho ban đêm. Đấy, rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái đồng hồ LED nhá. Đồng hồ LED thì đợt này bên shop sẽ về cho các bác cái mẫu mới. Đấy. Thì cái mẫu cũ bên em hết hàng rồi. Mẫu mới này thì to đẹp hơn. Đây là cái chân của nó này, cái chân của nó về nhà các bác sập ở đây cho em này. Đấy, sập ở đây cho em. Đó, cái chân của nó về các bác sập ở đây cho em. Đây, chân sập ở đây. Thì nó rất là tiện ích và rất là đẹp để cho các bác sử dụng này. Đây cái chân của nó này. Đấy. Và nó sẽ kèm cho các bác là một cái cáp sạc như này và chân USB, chân USB nhá. Về nhà thì các bác chỉ cần cắm vào đây cho em này. Đấy, cắm vào đây cho em. Sau đó thì mình cắm qua cái ổ USB nhà mình thôi. Đây là nó sẽ lên này. Đấy. Thì con này chiều dài của nó thì con này khá là to đấy, thì các bác có thể để đề co trang trí này, đề co trang trí này. Tổng chiều dài của nó là 23cm nhá và chiều cao tổng thể của nó là 10cm. Đấy, 23, 10. Đấy, chiều cao là 10cm và chiều dài là 23cm, rất to luôn. Ánh sáng của nó thì ánh sáng xanh như này thì rất là vừa xinh. Con này có cập nhật nhiệt độ này, độ ẩm này và thời gian này, có chuông báo, có hẹn giờ, hẹn dùng hẳn hoi cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là ưu đãi cho bác nhá. Chỉ có cho các bác là 110k thôi. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ LED nhá, đồng hồ LED. Đồng hồ LED mới này, đồng hồ LED mới. Giá sẽ là 110k cho một con đồng hồ LED như này. Đấy, một con đồng hồ LED như này. Đấy, rất đẹp cho các bác luôn nhá. Lên cho em là đồng hồ LED mới, giá sẽ là 110.000. Cái mẫu cũ còn không, bỏ đây xem nào. Còn đây là cái mẫu đồng hồ LED cũ này. Đấy, cái mẫu này thì nó sẽ nhỏ hơn các bạn. Mẫu này thì nó nhỏ hơn và cái giá thì sẽ là 140.000, 140.000 cho cái mẫu đồng hồ LED cũ như này. Con này thì nó nhỏ gọn hơn. Đây. Cũng cắm như này là nó sẽ lên thôi các bạn. Đấy, nó sẽ là dòng điện tử như này. Đấy, thì bên em bán cái mẫu cũ này còn một ít nữa thì em sẽ bán nốt. Mẫu cũ này còn ít nữa thì em sẽ bán nốt nhá. Mẫu cũ này thì nó thực ra là nó đắt hơn và nó nhỏ quá. Nên nhiều bác không thích cái mẫu nhỏ này, cái mẫu kia nó to mà trông nó có hình số thì nó đẹp hơn, nó hàm hố hơn. Đấy, thì mẫu lên cho em là đồng hồ LED cũ nhá. Đồng hồ LED cũ giá sẽ là 140k nhá, 140.000. Còn con mẫu LED mới này thì hàng to đẹp hơn mà cái giá thì bình dân hơn. Chỉ có cho các bác là 110.000 thôi, 110.000 cho cái con đồng hồ LED mới này thôi.
thì tùy các bác lựa chọn cái mẫu cũ thì em cũng vẫn còn. Đấy, mẫu cũ em vẫn còn thì các bác có thể lấy mẫu cũ lấy mẫu mới thì đồng hồ led mới 110k. Tiếp theo thì bên shop tiếp tục về cho các bác cái mã sản phẩm, đó là cái đèn thần tài nhá. Đèn này thì gọi là đèn thần tài thì các bác có thể để ban thần tài này, ban thờ đều được nhá. Ban thần tài, ban thờ đều được. Màu thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác. Đấy, nó sẽ có cho các bác là màu xanh hoặc là màu đỏ. Màu xanh, màu đỏ. Đây, về nhà thì cái này em để ngược như này, về nhà các bác lắp lại cho em, lắp lại như này này. Đấy, trước khi sử dụng thì bật cho em cái công tắc này lên, đèn báo lên này. Đấy, các bác chỉ cần chạm nhẹ là nó sẽ lên. Đấy, chạm nó tắt này, chạm nó lên này, chạm nó tắt này. Các bác xem hướng dẫn sử dụng thì xem kỹ cho em để tránh cái việc là xem xong về nhà lại không biết cách mở bật như nào nhá. Em về thì không biết là nó có mấy màu. Đấy, nhưng mà cơ bản đây rất nhiều màu các bạn, thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác thôi. Đấy, nó có màu xanh đậm, xanh nhạt rồi màu màu xanh đậm. Đây em xem thì có màu xanh đậm, màu xanh nhạt rồi. Đấy, còn màu gì nữa thì em cũng không biết thì đây hình như nó có ký hiệu màu đây xem này. Cái gì xanh lam này này. XL là xanh lam này, có phải không? XL là xanh lam, cái màu này là màu xanh lam à? Màu này màu xanh lam đúng không? Đấy thì có hình như có hai màu nhá. Đấy có hai màu, màu xanh lam và màu xanh lam và màu xanh xanh đậm này. Đấy thì nói chung là màu bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác thôi. Giá thì chỉ có cho các bác là bao nhiêu nhỉ? Lên cho em là đèn thần tài nhá, đèn thần tài. Đấy, đèn thần tài. Đợt này về cho bác giá thì giá của nó sẽ là 65k một chiếc nhá. 65.000 cho một con đèn thần tài như này. Đây, các bác xem này. Đó. Gõ là nó sẽ lên này, gõ nó tắt này, gõ nó lên này. Đấy. Cái này của nó khá là dày luôn nhá và có điều chỉnh sáng tối nhá. Có điều chỉnh sáng tối như này. Đấy, có điều chỉnh sáng tối như này. Dòng này là dòng sạc pin nhá, các bác cắm sạc vào đây cho em. Đấy. Về nhà thì các bác cắm sạc vào đây cho em. Đấy, con này thì nó rất là tiện. Đấy, gõ là nó tắt, gõ là nó lên và có cả công tắc ở đây luôn. Các bác muốn tắt hẳn thì tắt ở đây cho em. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái con đèn thần tài như này, giá của nó sẽ là 65.000 cho con đèn thần tài như này nhá. 65k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm. Đó là cái tai nghe của iPhone nhá. Đấy, tai nghe iPhone. Dòng này nó sẽ là iPhone. Hàng của thương hiệu iPhone. Con này thì hàng chính hãng của iPhone nhá. Giá thì sẽ là đây, hàng của thương hiệu iPhone đây các bác này, hàng thương hiệu iPhone đây. Con này thì dùng cực kỳ là thích luôn. Đây các bác nhá. Đó. Đây, Design by in California. Hàng thì của Mỹ và sản xuất ở Nhật nhá. Sản xuất ở Nhật và cho thị trường Nhật các bác này. Hàng ở Mỹ và sản xuất cho thị trường Nhật các bác nhá. Đây, California các bác này. Đấy, made in Japan này. Đó, made in Japan. Hàng của Mỹ và sản xuất cho thị trường Nhật. Đây, nguyên tem, nguyên đai, nguyên kiện như này. Hàng made in Japan, cực kỳ xịn sò cho các bác luôn, made in Japan. Đó. Một đốc sạc nhá, một cái đốc sạc như này và kèm cho các bác là combo như này. Đấy, nguyên cái sách hướng dẫn của nó đã dài cả trang như này rồi nhá. Sách hướng dẫn dài cả trang như này rồi. Đấy, lên cho em đó là tai nghe. Đấy, tai nghe iPhone nhá. Đấy, tai nghe không dây. Đấy, tai nghe không dây. Giá của nó sẽ là 150k nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là tai nghe nhá, 150k này. Tai nghe iPhone không dây, 150.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ 5 đĩa tròn đây. Đấy, bộ 5 đĩa tròn như này. Bộ này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó. Đó là 120.000. 120.000 cho cái bộ 5 đĩa tròn như này. Đây. Hàng thì bằng inox 304, hàng của Đức nhá. Inox 304 của Đức. Hàng cực kỳ dày luôn, rất dày các bạn. Hàng rất dày luôn nhá. Đấy. Bao gồm cho các bác là 5 đĩa như này, 5 đĩa như này. Cái nhỏ nhất thì nó sẽ là vào khoảng là đi nhỏ nhất là 14 cm và to nhất thì sẽ là 26 cm. Đấy, 14 từ 14 đến 26. Bộ 5 đĩa tròn. Bộ 5 đĩa tròn nhá. 5 đĩa tròn. Giá sẽ là 120 cành thôi, 120.000 cho cái bộ 5 đĩa tròn như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái cân sức khỏe nhá. Cân sức khỏe mẫu mới đây. Đấy. Hàng này thì nó sẽ có cho các bác là lô này về thì nó sẽ là không sử dụng pin thường mà nó sẽ là sử dụng pin sạc các bạn. Đấy, sử dụng pin sạc đây. Các bác về nhà thì các bác cắm sạc ở đây cho em này. Đấy, cắm sạc ở đây cho em. Có kèm cho các bác một cái dây sạc đấy. Và các bác sử dụng cân thôi. Ở đây thì nó chế độ là kg đây rồi. Và nhiệt độ cập nhật là 31 độ C. Đây em sẽ cân thử cho bác xem. Con này thì nó sẽ có app nhá. Về nhà các bác kết nối app để các bác có thể đo các cái thông số huyết áp rồi nhịp tim rồi các kiểu con đà điểu luôn. Đó. Đây, đấy nó sẽ có cho các bác là các cái kết nối như này thì em chỉ bán, em bán là em bán để các bác về dùng để cân thôi nhá.
Còn ngoài ra các tính năng khác thì các bác tự tìm hiểu, tự các bác kết nối, các bác dùng nhá. Còn em bán ở đây là em chỉ bán để cân thôi. Về nhà khi các bác nhận được hàng nha, là các bác bật lên cho em này. Đấy, các bác cân test thử, ok, cân chuẩn là các bác nhận hàng thôi. Còn ngoài ra các kia tính năng khác thì các bác tự túc cho em. Đấy, các bác tự túc cho em. Và cái lô này về thì nó lại là cái dòng mà sạc pin nhá. Dòng sạc pin, và nó có kèm cho các bác một cái cáp sạc đây. Đấy, có kèm sẵn một cái cáp sạc để cho các bác về mình sạc pin cho em. Đó, thì cái lô này là sẽ là lô sạc pin. Lên cho em là cân sức khỏe, giá sẽ là 130 cành nhá, 130k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái con máy xay sinh tố các bác này. Đấy, máy xay sinh tố. Con này thì hàng của Nhật đây, thương hiệu Sokani của Nhật này. Dung tích của nó sẽ là, công suất của nó là 400W này. Đấy. Hàng này thì nó xuất đi khá nhiều nước luôn. Hàng 2 trong 1, một cối to một cối nhỏ này. Đây, hàng của thương hiệu Sokani, giá bao nhiêu nhỉ? Máy xay sinh tố 470k nhá. Lên cho em là máy xay sinh tố 470.000. Công suất của nó sẽ là 400W này, 1500ml này. Đấy, và có rất nhiều chế độ khác nhau. Hàng này thì ưu điểm của nó sẽ là hàng thủy tinh, cối bằng thủy tinh, cho nên dùng nó cực kỳ là sạch sẽ và an toàn. Đây, một con cối như này, một con cối khổng lồ này các bác này. Đấy. Con cối khổng lồ đây. Đấy. Một cối một thân máy như này, một cối một thân máy như này các bác này. Đấy. Một cối to, một cối nhỏ, hàng cối khủng cho các bác luôn. Chất liệu của nó đều bằng thủy tinh hết nhá, bằng thủy tinh. Đấy, con này thì dung tích của nó thì con cối to này thì dung tích của nó sẽ là 1,5 lít. Còn con cối nhỏ này thì chắc là khoảng mấy trăm ml thôi. Đấy, và đây là cái thân máy của nó đây. Thân máy của nó đây. Một con máy xay sinh tố cực kỳ là chất các bạn. Đấy, con này rất là chất luôn. Hàng này thì nó xuất đi rất nhiều nước này. Anh, Pháp, Mỹ, châu Âu các kiểu con này đều luôn. Đó, đây. Đấy, máy thì chạy khỏe, êm. Đây em sẽ test thử cho các bác xem luôn. Giá thì sẽ là 470.000 cho một con máy xay sinh tố như này. Con này thì rất tiện ích cho các bác sử dụng. Hàng bền đẹp chắc chắn các bác. Đấy, đây. Nó sẽ có số 123 nhá. Đây các bác cắm điện vào cho em này. Đấy, đây. Đấy, máy chạy cực khỏe luôn. Đấy, có 123 nhá. Lưu ý các bác khi sử dụng máy xay sinh tố thì mình nên nhấp nhả chứ đừng sử dụng liên hồi nhá. Đấy, đừng để lâu quá không tốt này. Bật này, tắt này, bật này, tắt này. Đấy, các bác dùng nên nhấp nhả chứ em. Đó. Mình chỉ nên dùng là từ 1 phút đổ về thôi chứ đừng nên dùng quá 1 phút. 1 phút. Dùng 1 phút sau đó thì mình ngắt nhả, sau đó thì mình lại dùng tiếp thì nó rất là bền cho máy nhá, bền cho máy luôn. Đó, đây. Cái nắp này của nó cũng rất là chặt các bác này. Đây. Nắp này của nó là dạng nắp xoáy như này này, nắp xoáy này rất là chặt luôn. Các bác thấy không? Đây. Gen này, nắp gen này. Đấy, rất chặt các bác. Đấy. Nắp gen rất là chặt như này các bác này. Con này thì dùng thì rất là đã luôn. Đấy. Đây. Cái nắp gen này của nó rất là chặt nên là các bác dùng, ưu điểm của nó rất là chắc chắn. Đấy. Đậy vào nó rất là chắc luôn. Đây. Đấy. Và thân của nó này, con này của nó bằng thủy tinh nhá. Dùng cái hàng bằng thủy tinh này thì nó chất lắm các bạn. Đây. Đấy, các bác lắp vào cho em này, xoáy vào này, bật này. 1 này. Đấy. 2 này. Đấy. 3 này. Nó có 3 nấc như này luôn, nó rất là an toàn. Đấy, cậy ra này. Đây các bác này. Đây, các bác xem nhá. Máy nó xoay này. Tít khủng luôn. Đó. Đấy, con này thì xay cua, xay tôm, xay cá các kiểu con là điểu luôn. Lẫy của nó này, chân lẫy của nó rất là sâu luôn nhá. Và dùng thì nó sẽ là dòng lẫy lượn sóng như này, các bác sập ngực nào cũng được, sập ngực nào cũng được. Đấy, sập vào xong đó siết vào cho em, rất chắc chắn luôn. Lên cho em là máy xay sinh tố nhá, máy xay sinh tố. Combo cho các bác. Đấy, một con máy như này giá chỉ có cho các bác là 470.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm, đó là cái nồi lẩu 2 tầng đây. Nồi lẩu 2 tầng như này. Đấy. Con này thì giá rất bình dân, chỉ có 230.000, đã bao gồm phí ship đến tận nhà cho các bác luôn. Nhận hàng các bác cắm thử cho em. Đấy, cắm thử, nhận hàng thử. Cắm thử cho nước vào đun. Đấy, nóng sôi đàng hoàng thì các bác thanh toán tiền giúp cho em nhé. Đấy. Con này thì nó sẽ là một cái hàng mà đây. 1000W này, 28 cm, điện 220V, công suất 1000W, cũng siêu nóng luôn, nóng cực kỳ nhanh luôn. Đặt vào cho em này. Đấy. Và nó sẽ có cho các bác là 2 tầng đây. Cái bên dưới này thì các bác có thể dùng để mình chiên rán xào nấu thoải mái. Đấy, chiên rán xào nấu thoải mái luôn. Có tráng đá chống dính này. Đấy, có tráng đá chống dính như này. Đường kính là 28 cm. Đây là dây nguồn của nó này. Đấy, đây các bác thấy không? Đây. Đấy. Đây thì các bác dùng để ăn lẩu này, chiên rán xào nấu này. Đấy, còn cái trên này thì các bác đặt lên khay này lên cho em này. Hấp tôm, hấp cá, hấp cua, hấp ghẹ này, đa di năng luôn.
giá bao nhiêu? 230.000, bao ship đến tận nhà cho bác luôn. Giá cực kỳ hạt rẻ luôn, 230.000 cho một combo như này. Đường kính của nó là 28 cm. Con này bên em bán, bên em bán cả nghìn con rồi. Đấy, mặt kính của nó là kính cường lực này nhá, kính cường lực. Giá siêu tốt cho các bác luôn, công suất 1000W, nóng nhanh. Các bác dùng đa duy năng luôn. Con này chiên rán xào nấu tráng trứng, nấu canh, nấu riêu, nói chung là ok hết. Đấy, nó là hàng đa duy năng nên dùng nó rất là đã. Và giá thì khá là hạt rẻ và hợp lý cho anh em các bác rồi. Chỉ có cho các bác là 230.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là nồi lẩu 2 tầng, giá sẽ là 230k nhá. Nồi lẩu 2 tầng 230.000, con này khá tiện ích luôn. Hello các bác nhé, hôm nay thì bên shop lại tiếp tục cập nhật các mã hàng, em lại lên video, trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Bán như biển thôi. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái vợt cầu lông cũng nhá, vợt cầu lông này. Đấy. Thế này thì nó có túi đựng đàng hoàng, một đôi. Đấy, một bộ này sẽ là một đôi và có kèm cho các bác là một cái hộp mà cầu như này. Đấy, một hộp cầu này, hộp cầu này thì nó sẽ là ba trái nhá, ba quả như này. Đấy, một hộp của nó sẽ là ba quả. Đây. Hộp này của nó là ba quả các nhá. Đấy thì sẽ kèm cho các bác là một hộp này bao gồm ba quả cầu và hai cái vật. Hàng thì của thương hiệu đây, của thương hiệu đây các bác này. Đấy. Ketsika của Nhật các bác nhá. Ketsika của Nhật các bác. Đấy. Ketsika của Nhật, con này dùng cực kỳ là ngon luôn. Thân của nó là thân thép nhá, lưới cước cực kỳ căng các bác. Đấy. Thân thép lưới cước cực kỳ là căng luôn. Con này dùng thì rất là sướng các bác, rất là sướng luôn. Đấy bác thấy không? Lên mã giúp cho anh em đó là vợt cầu lông nhá, vợt cầu lông. Đấy, một đôi như này. Một đôi như này kèm thêm cho các bác là một cái hộp cầu bao gồm 3 quả như này. Vợt này thì nó sẽ là vợt của Nhật và dòng này thì cũng tương đối là chất lượng. Các bác có thể dùng để cho các em nó đánh ở nhà này, hoặc là mang đi học, hoặc các bác có thể chơi thể dục thể thao rất là ok. Nếu một đôi vợt này mà các bác ra cửa hàng thì nó sẽ bán cho bác khoảng 250.000 nhá, 250.000. Nhưng mà riêng hôm nay thì bên Phạm Huấn gửi tới các bác giá chỉ có 120.000 thôi, 120k. Các bác lên mã giúp cho em đó là vợt cầu lông nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là vợt cầu lông, giá chỉ có 120k thôi. 120.000 cho một cái bộ vợt cầu lông như này, giá rất hợp lý cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái rổ vo gạo nhá. Đây, đấy. Thì lên mã cho em là rổ vo gạo, con này thì rất là tiện. Thì các bác có thể đong trực tiếp gạo ở đây này, sau đó thì các bác đưa vào các bác bóp vệ sinh, sau đó thì các bác chỉ cần gạn đi là đây nó sẽ có cái phần lưới như này. Có cái phần lưới như này các bác nhá. Đấy, có phần lưới như này là nó sẽ gạn hết cho các bác các cái nước chảy đi, các cái nước rồi các cái phần đầu chấu nó sẽ chảy đi và gạo nó sẽ đọng lại, thì các bác không bị rơi mất một hạt gạo nào, vừa lãng phí vừa bảo vệ môi trường các bác nhá. Các bác chỉ cần gạn đi này là xong. Sau đó thì các bác đổ vào trong nồi để mình nấu. Thường thì các bác hay vo trực tiếp vào trong nồi thì nó rất là mất vệ sinh. Đấy, nhưng mà mình dùng qua cái giá này thì rất là an toàn luôn. Lên mã giúp cho em đó là giá vo gạo nhá. Con này thì các bác lên cho em là giá vo gạo nhá. Giá vo gạo này. Giá vo gạo. Vo gạo giá sẽ là 15k. Đấy. 15.000 cho một cái giá vo gạo này thôi. Rất tiện dụng con này. Đấy. Chất liệu của nó là bằng nhựa mềm nhá. Đấy, nhựa mềm dùng cực kỳ là ngon luôn. Tiếp theo thì tìm cái này luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là một cái chổi lăn bụi nhá. Chổi lăn bụi thì con này rất là tiện ích này, về nhà các bác bóc cái giấy này ra cho em này, sau đó thì các bác bóc ra như này. Đấy, bóc ra như này thì mình dùng vòng nào là bóc ra vòng đấy. Đây, nó có từng vòng một đây. Đấy, bóc ra hết vòng này. Sau đó thì cái bề mặt nào bị bụi các bác lăn vào cho em này. Đây nhá. Ví dụ như em lăn cái thảm này, các bác cảm nhận đây nó trắng tinh như này mà em lăn bụi nó dính vào này. Đấy. Lăn xong thì các bác chỉ cần bóc đi là xong. Đây. Con này dùng rất là sướng luôn. Đấy, đây em đang lăn nhá. Đây em đang lăn này. Đây, các bác thấy chưa? Đây. Bụi này. Thì các bác có thể dùng cho thảm này, bàn ghế này, đồ dùng này, tiện ích chưa? Đó, các bác thấy không? Đây. Đấy. Này. Sau đó thì các bác chỉ cần là bóc bỏ đi. Đấy, các bác xong thì các bác lại bóc bỏ cái lớp này đi và các bác lại dùng lại đây, bóc đi như này này. Bóc cái lớp này mình bỏ vào thùng rác này. Từ từ đã. Bóc cái lớp này mình bỏ vào thùng rác này. Đấy, thấy chưa? Sau đó thì các bác lại khi nào mình sử dụng thì mình hãng bóc nhá. Khi nào mình lăn mình sử dụng thì mình hãng bóc. Đấy, thì các bác muốn lăn trên bề mặt này, chăn chiếu này, đấy, chăn chiếu này, chăn ga gối đệm này. Đấy. Các bác cứ lăn bên này cho em. Đó, đây các bác thấy chưa? Đó. Thì con này dùng rất là sướng luôn nhá. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một con lăn như này và có kèm thêm hai cái miếng lăn này nữa. Tổng như vậy là khi các bác nhận hàng nó sẽ là ba miếng như này nhá. Ba miếng như này.
Đấy, lên cho em là con lăn bụi nhá. Các bác lên cho em là con lăn bụi này. Đấy, con lăn. Con lăn bụi. Giá sẽ là 25k cho một bộ như này. Sẽ bao gồm cho các bác là một miếng có lắp sẵn vào luôn và kèm thêm cho các bác là 3 miếng như này. Đấy. Mỗi cái này là đi chiều ngang của nó là 10cm và hình như đây nó được là 60 miếng. Đấy, nó được là 60 miếng như này các bác này. Đấy. Thì các bác dùng được 60 lần, mỗi con lăn này là các bác dùng được 60 lần như này. Thì cũng rất là tiện ích và rất là tốt luôn này các bác này. Đấy. Con này dùng đã lắm đấy. Này là rất là thực tế luôn nhá. Bụi bặm các thứ, bụi mịn biết là nó quấn hết vào đây luôn. Con lăn bụi 25k. Đặt. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái thuốc trị Long Ben Hắc Lào nhá. Long Ben Hắc Lào. Giá sẽ là 25.000 cho một típ như này. 25.000 cho một típ chuyên trị hong Long Ben Hắc Lào nấm nghía tổ nấm ngứa tổ đỉa các nhá. Đấy, nấm nghía tổ đỉa. Thì con này nó theo là thuộc dạng kem bôi vào nó rất là mát và rất là dễ chịu, và các bác cứ trị cho em một liệu trình là từ 2 đến 3 tiếp này là sẽ khỏi hết luôn các bác nhá. Đấy. Lên cho em là Long Ben Hắc Lào, giá sẽ là 25k cho một tiếp như này. Cái này thì bên em bán rất là nhiều rồi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái dây tắm nhá. Đấy. Dây tắm này đang bán bao nhiêu đây? 15k cho một con dây tắm như này nhá. Giá xả cho các bác cực kỳ ưu đãi luôn. 15.000 cho một cái dây tắm như này. Các bác có thể mua đủ màu để mình dùng trong nhà mình luôn, mỗi người một màu nhá. Đấy. Mua đủ màu cho em. Đấy, 45-60 nhà 4 người thì mua cho em 4 cái. 45-60. Đấy, mỗi người một màu. Đấy, bên em có đủ màu cho các bác luôn. Đấy, đủ màu như này, 45-60. 15.000 cho một cái dây tắm như này nhá, 15k. Chất liệu của nó thì bằng silicon mềm, có co giãn này, có co giãn như này. Một mặt là bằng chấm chấm như này và một mặt là bằng bông bằng cái đầu lồi hẳn như này. Các khi các bác tắm thì mình kỳ cọ massage nó rất là thích luôn. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Thì các bác này. Bạn muốn tìm dây tắm trà lưng silicon hai mặt giúp bạn làm sạch lưng hoặc những vùng khó với tới nhất. Thật là hiệu quả phải không nào? Link mua hàng bên dưới video nhà các bạn. Đấy, kỳ cọ lưng này, chân tay này, đấy. Con này nói chung là tuyệt vời lắm. Các bác dùng rất là tiện bằng silicon mềm nhanh khô. Bạn đang muốn tìm một dụng cụ có thể tắm sạch toàn thân, vậy thì đây chính là thứ bạn muốn tìm: dây tắm trà lưng silicon hai mặt giúp bạn làm sạch lưng hoặc những vùng khó với tới nhất. Thật là hiệu quả phải không nào? Link mua hàng bên dưới video nhà các bạn. Đó, rất ok các bác nha. Giá thì chỉ có cho các bác là 15k thôi. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái này là khăn lau bếp à? Khăn lau dầu mỡ các bác nhá. Đấy, một cái khăn, một cái túi khăn lau dầu mỡ như này, 80 chiếc cho một bịch như này, và giá thì sẽ là 25k nhá. Cái này của nó thì dòng này của nó thì nó rất là tiện ích này, có tới 80 cái luôn nhá. 80 cái như này con này, 80 chiếc như này. Đấy, ví dụ như bàn bếp này, nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet hoặc các cái khu vực nào mà bị bám bẩn, bám dầu mỡ trên tường, dùng nó rất là tiện các bác này. Đấy, ở đây thì nó sẽ có sẵn xà bông cho bác luôn, sẵn xà bông và chất tẩy rửa rồi. Về nhà các bác chỉ cần là đưa vào là mình kỳ đi như này thì em là xong. Đấy, vệ sinh như này là cho em là xong nhá. Đây. Đấy, ví dụ như cái phần tường gạch men này nhà em nó đang bẩn này, các bác đưa vào mình lau này. Đấy, các bác thấy chưa? Đấy, ở đây thì nó sẽ có sẵn xà bông rồi, nếu các bác lau bằng vải thường thì nó sẽ không sạch nhá. Đây. Đấy, những vết bám như này mà em lau cái là nó sạch luôn các bác này. Đấy. Lau cái sạch bóng luôn nhá. Đó, thì các bác cứ lau trực tiếp này cho em. Lau trực tiếp này trên bề mặt. Những cái vết bám nào mà bám lâu ấy, thì các bác cứ lau qua xong là các bác lau lại một lần nữa cho em là nó sẽ tẩy đi hết luôn. Đấy các bác thấy không? Đây. Đấy, sạch bóng luôn nhá. Thì nó rất là tiện để cho các bác sử dụng luôn. Lau dầu, lau mỡ, lau các vết bám bẩn này, vết bụi này trên các cái thiết bị này qua. Đấy, lau phát sạch luôn các bác thấy chưa? Đấy. Rất tiện ích nhá. Đây. Đây các bác này. Đấy. Nó sẽ hút bụi vào này và lau sạch luôn các bác. Đấy, các bác thấy chưa? Đó. Rất sạch luôn nhá. Đấy, thì con này nói chung là rất là tiện ích. Đấy, nó có chất tẩy rửa tạo cho thiết bị đồ đoàn của mình nó bóng đẹp. Rất tiện ích luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 25k thôi. Lên mã giúp cho em đó là khăn lau dầu mỡ nhá. Đấy. Khăn lau dầu mỡ, giá sẽ là 25.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái khăn mặt của Hàn Quốc. Một bịch này của nó thì sẽ là 50.000 một bịch 10 chiếc nhá. Đấy, 50k. 50k trên một bịch 10 chiếc, còn mua lẻ thì sẽ là 20.000 ba cái. Còn mua cả bịch thì sẽ là 50k trên 10 cái nhá. 50k 10 cái này. Đấy. Chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng bông tự nhiên, thấm hút nước tốt và kích thước của nó là 30 x 50, một chiều ngang là 30 và chiều dài là 50. Đây. Các bác có thể dùng để mình rửa mặt này, hoặc là dùng để mình lau bàn, lau ghế, lau bát, lau đũa vệ sinh.
rất là tuyệt vời luôn. Đấy, nhà các bác thi thoảng có khách có khứa thì các bác cứ phát cho mỗi người một chiếc, dùng nó tiện ích và nó sạch sẽ và nó cá nhân, nó không dùng chung đụng nó phức tạp. Giá thì chỉ có 20.000 cho 3 chiếc và mua cả bịch như này thì cả bịch này chỉ có 50.000 thôi. 50.000 cho 10 cái như này nhá. Đấy, một bịch này là 10 cái 50.000 và mua lẻ thì sẽ là 20.000 3 cái. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái keo dán tôn nhá. Đấy, keo dán tôn thì các bác lên cho em là keo 10. Đấy, keo 10. Bây giờ bắt đầu vào mùa mưa rồi. Đấy, bản của nó là 10 sen nhá. 10 sen. Giá sẽ là 40k nhá. 40k cho một quận keo 10 như này. Các bác chuyên dùng để dán tôn này, dán lên tường này, hoặc các cái bề mặt khác đều ok hết nhá. Đấy, nó sẽ là dòng cao su non và giấy bạc nhá. Đây các bác này, đấy dán vào này lô keo này. Đấy các bác thấy chưa? Đó, dính rất là tốt nhá. Đây các bác nhá. Dùng rất là tiện luôn này các bác này. Đấy, đây ví dụ test luôn nhá, cái ống nước bị thủng nhá. Bóc ra này. Dán phát được luôn các bác thấy chưa? Đó. Đấy. Các bác có thể dán lên các bề mặt như là bê tông này, tôn này, hoặc là các cái bề mặt bị nứt nhá. Đấy, thấy chưa? Rất tiện ích luôn nhá. Các bác nào mà dùng mà trời bị mưa nồm như này, mưa rào như này thì các bác các cái mái tôn, mái ngói các bác dán hết vào cho em. Rất tiện ích luôn, giá chỉ có 40k thôi. Một quận bản là 10 sen và chiều dài khoảng 5m rồi, ok các bác. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên em về được một cái mẫu nồi rất là đẹp. Và cái giá thì nó sẽ là giá thanh lý có một bộ thôi. Một bộ nhưng mà hàng rất chất lượng các bạn. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Bộ này thì có một bộ thôi và bán giá thanh lý, cho nên là bác nào chuyển khoản hết thì bên em mới bán, chứ còn không bán qua hình thức cọc. Hàng này thì nó sẽ là hàng của Nhật, rất là chất lượng các bác này. Đấy. Đầu tiên nó sẽ là một con nồi lạch như này, một con nồi quay lạch như này. Đấy, chất liệu của nó thì khỏi phải bàn rồi. Đấy, chất liệu khỏi phải bàn rồi các bạn, rất đẹp luôn các bạn. Một con nồi quay lạch con này thì đường kính của nó vào khoảng là gần 20 cm nhá. Đấy, gần 20 cm này. Tiếp theo là đến một con nồi to này. Một con nồi to. Con này thì đường kính của nó vào khoảng đâu đó vào khoảng là 20 mấy cm đấy. Đấy, 24 cm gì đấy các bác nhá. Đấy. Rất đẹp các bạn, hàng rất chất lượng. Các bác có thể đun bếp từ bếp ga, bếp hồng ngoại, các loại bếp đều được hết nhá. Đó. Toàn bộ là có tráng đá chống dính hết nhá. Có tráng đá chống dính hết. Đấy, tiếp theo là một cái chảo nữa. Đây, một con chảo như này. Con chảo này thì đường kính khoảng 28 cm các bạn. Đấy, đều tráng đá chống dính hết, dùng cực kỳ là ngon luôn. Đó. Thì cái này em chỉ có một bộ thôi. Đấy, có một bộ duy nhất thôi các bác nhá. Một bộ duy nhất thôi. Và bác nào chuyển khoản hết thì bên em sẽ bán. Combo cho bác bao gồm là một cái nồi lạch này, có cái chảo khoảng 28 cm này. Và một cái nồi như này nhá, có cái nồi như này. Đó. Thì combo của nó là 3 món nhá, 3 món. Giá thì bên shop trân trọng thanh lý gửi tới các bác, giá chỉ có 500.000 thôi nhá. 500.000 cho một cái bộ 3 món như này. Và giá này thì bên em bao ship, yêu cầu các bác là phải chuyển khoản hết thì bên em mới bán nhá. Đấy. Bình thường nếu một cái chảo như này mua đã phải 5-700.000 rồi. 5-700.000 cho một cái chảo như này rồi. Hàng cực kỳ chất lượng các bạn, đẹp, mới, sáng bóng nhá. Đó, một cái nồi này. Con nồi này rất là dày luôn. Con nồi này thì đường kính khoảng 24 cm, nồi siêu dày luôn các bạn. Đấy. Nồi siêu dày, tất cả đều là hàng tráng đá chống dính hết. Đấy, rất dày dẫn các bạn. Kính cường lực tráng đá chống dính. Vung quai các thứ. Đây, đấy vung quai các thứ này. Làm bằng gỗ này, gỗ chống chống nóng rất là tốt luôn. Đó. Thì các bác lên cho em là bộ nồi trắng nhá. Bộ nồi trắng có một bộ duy nhất thôi. 500.000 bao ship. Đấy, các bác chuyển khoản hết thì bên em mới đi đơn luôn nhá. Đấy thì nói chung nó chỉ có một bộ thôi, nên là em cũng bán nhanh thôi. Tiếp theo thì bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái mẫu sáp ô tô nhá. Đấy, các bác lên mã giúp cho em là sáp ô tô. Đây, đấy. Thì cái sáp ô tô này thì bên em về cái mẫu mới, cái mẫu cũ thì hết mất rồi. Đợt này về cho các bác một cái mẫu mới, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy. Và cái giá thì cũng rất hợp lý thôi, chỉ có 40k cho một cái hộp sáp ô tô này thôi, 40.000 cho một hộp nhá. Đấy. Đây, các bác này, đó. Hương của nó thì rất là nhiều hương khác nhau và rất là thơm luôn. Đây. Các bác chỉ cần xoáy cái nắp này ra này, lột cho em cái tem niêm phong này ra là xong. Đấy, lột tem niêm phong này ra. Đó, nó là cái dòng sáp khô, mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu nhá. Các bác có thể để trên ô tô này đây. Đấy, các bác nhìn bên trong nó chưa? Đó. Các bác có thể để trên ô tô này hoặc là để phòng ngủ, phòng ăn, phòng khách đều được hết nhá. Lên mã giúp cho em đó là sáp ô tô. Giá sẽ là 40k nhá. 40.000 cho một lọ sáp ô tô như này. Lên mã giúp cho em là sáp ô tô này. Sáp ô tô giá sẽ là 40k cho một lọ nhá. 40.000 cho một lọ sáp ô tô như này.
hương hoa rất là thơm luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái đây. Các bác lên mã giúp cho em, đó là cái này là cái gì đấy, cái tên nó là gì, các bác lên cho em là bình 3 nhá, 80.000 cho một cái bộ bình 3 như này. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một bình, cái bình này thì dung tích của nó vào khoảng là 500 ml nhá, 700 ml các bác đấy, và có nắp như này, có nắp này rất là tiện này. Đấy, các bác có thể xoáy ra trực tiếp này, đó, inox 304. Và ưu điểm của con này thì nó sẽ có ba cái cốc luôn, thì các bác có thể dùng để mình mang đi học, đi chơi, đi làm này, đấy, giữ nóng giữ lạnh cho các bác rất là ok luôn, đấy, rất là đẹp. Thì có cốc như này các bác có thể dùng để mang đi mình uống nước trực tiếp này, đấy, nó sẽ có cho các bác là tổng là ba cái cốc, vừa là cốc vừa là nắp được luôn, rất là tiện. Đó, lên mã giúp cho em, đó là bình 3 nhá, giá sẽ là 80k cho một cái bộ bình 3 như này. Bộ này thì các bác có thể dùng để mình làm quà tặng hoặc là mang đi học, đi chơi, đi làm đều ok hết nhá. Lên cho em là bình 3, giá sẽ là 80k nhá, 80k cho cái bộ bình 3 như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái bình voi nhá. Đây, một con bình voi như này các bác đây. Đấy, một con bình voi như này. Con này thì rất tiện ích luôn. Đây, đấy. Hàng thì của nó sẽ là inox 316 nhá, inox 316. Đấy, dung tích của nó thì nó sẽ vào khoảng là 1 lít 2 đến 1 lít 3 nhá. Đấy, hàng về theo lô, có lô lít 2, có lô lít 3. Và ưu điểm của con này thì nó sẽ có cho các bác là cái hệ thống nắp tự đẩy nhá. Về nhà các bác lắp cái phần cao su non này vào cho em này. Đấy, phần cao su non. Và đây là cái phần quai. Các bác lắp vào hai đầu cho em. Đó. Sau đó thì mình cho vào, cho cái phần cao su non xuống dưới. Sau đó thì mình xoáy nắp vào đây. Đó. Xoáy nắp vào đây cho em là xong. Đấy, xoáy nắp vào nhá. Khi các bác dùng thì mình chỉ bật này là cái ống hút nó lên là các bác có thể hút trực tiếp này. Đấy, không dùng nữa mình lại đậy vào khóa vào. Đó. Hàng thì cực kỳ là dày dẫn chắc chắn cho các em nó mang nước đi học đi làm. Đấy, đều ok hết nhá. Inox 304, rất dày dẫn chắc chắn các bác luôn. Lên mã giúp cho em, đó là bình voi, giá sẽ là 160k nhá. Đấy, lên cho em là bình voi này. Bình voi 160.000 cho một em bình voi như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái củ sạc đa năng nhá, củ sạc đa năng. Đấy, đây nó sẽ là một cái dòng củ sạc cực kỳ tiện dụng luôn. Đó. Một cái dòng củ sạc cực kỳ tiện dụng như này. Giá sẽ là 80.000, hàng của thương hiệu iPhone. Dây thì dài khoảng gần 1 mét này, có hai đầu Type C và hai đầu USB. Các bác về các bác cắm dây vào là mình sử dụng thôi, rất tiện ích luôn. Củ sạc đa năng giá sẽ là 80.000. Ngoài ra thì bên shop có cái củ sạc nhanh của iPhone này. Đấy, con này thì chuyên dùng cho điện thoại iPhone, sạc nhanh. Sẽ bao gồm cho các bác là một cáp dây và một củ như này. Củ này thì của nó rất là nặng luôn nhá, công suất là 20W nhá. Đấy, con này chuyên dùng cho điện thoại iPhone. Bác nào có iPhone thì bắt buộc phải dùng cái này và mua dùng thì nó rất là tiện. Giá thì rất hạt rẻ. Bên em thanh lý được giá chỉ có 60k thôi. Lên cho em là dây sạc nhanh nhá. Dây sạc nhanh giá sẽ là 60.000, hàng của thương hiệu iPhone nhá. Hàng của thương hiệu iPhone. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái các bác lên mã giúp cho em, đó là tẩy xanh. Con này thì các bác chuyên dùng để tẩy xoong nồi, tẩy vành bánh xe ô tô. Đấy, vỏ ô tô. Đấy, để nó tạo độ sáng bóng, độ đẹp nhá. Lên cho em là tẩy xanh giá sẽ là 25k nhé, 25k cho một hộp tẩy xanh như này. Đây các bác này, đấy các bác đưa ra mình tẩy vào xoong nồi này rồi các cái đồ nhà bếp. Đó, sáng bóng đẹp luôn các bác nhé. Đó. Rất tiện ích cho các bác sử dụng. Giá này chỉ có 25.000 thôi. 25.000 cho một cái hộp tẩy xanh như này. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái keo vá tường nhá. Đây nó sẽ là một cái dòng keo chuyên dụng. Đấy, nó sẽ là dòng màu trắng sánh sánh mịn mịn như này. Thì các cái phần tường bị nứt, bị thấm ruột hoặc là bị co ngót hoặc là bị hở đấy, thì các bác về các bác trà lên cho em, sau đó thì mình vuốt nó phẳng đi là xong. Đó. Giá thì sẽ là 40k cho một cái hộp mà keo vá tường như này. Đây, ví dụ như là các cái vết nứt, các cái vết bong chốc, các bác về các bác chỉ cần vá vào này cho em xong rồi. Đấy, vá vào như này. Đấy, rất là tiện ích luôn. Nó sẽ là dòng keo và nó sẽ khô từ từ nhá. Đấy, rất là tiện ích luôn đấy các bác theo. Đấy, nó vá này xoát nó kín vào luôn và sạch đẹp luôn. Lên cho em là keo vá tường nhá. Giá sẽ là 40k cho một hộp keo vá tường như này, 40k cho một lọ keo vá tường như này. Đây các bác này, các cái phần tường mà bị bong chốc thấm rột này. Đó, các bác bôi vào cho em. Sau đó thì mình gạt đi là xong. Kể cả những cái phần mà trẻ em nó tô vẽ nhá. Đó. Rất là tiện ích các bạn, dùng thì đa di năng mà hiệu quả, nhanh gọn, sạch sẽ. Các bác không cần phải tốn thời gian
pha chế các kiểu nhá, rất tiện ích luôn. Đó, rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ. Mã sản phẩm đầu tiên đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái lô bếp từ này. Đấy, bếp từ hàng của thương hiệu Panasonic nhá, hàng thương hiệu Panasonic. Hàng này thì cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy, hàng Panasonic. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một bếp và có tặng kèm các bác một cái nồi nhá. Đấy, có tặng kèm một cái nồi để đun, nhưng mà cái nồi này thì nó sẽ là nồi tặng kèm, cho nên là khi các bác nhận được hàng thì nó có dấu hiệu là bị móp hoặc là bị cong vênh thì các bác thông cảm thôi. Cái này là em không có bán nhá. Cái nồi này em nói thẳng luôn, nó là nồi tặng kèm. Đó là nồi em tặng thôi. Cái nồi này là em tặng thôi nhá. Tính cường lực như này thì các bác dùng để mình đun nấu thoải mái này. Nồi này khoảng 25 cm. Lên cho em là bếp từ nhá. Bếp từ này, bếp từ Panasonic này. Con này thì giá sẽ là 390.000 bao ship. Giá cực kỳ là tốt cho các bác luôn. Mặt của nó sẽ là mặt kính cường lực này, mặt kính cường lực, hàng của thương hiệu Panasonic này. Đó, Panasonic. Cực kỳ là chất lượng cho các bác luôn. Đây. Đấy, về nhà thì các bác chỉ việc cắm vào là sử dụng thôi. Con này thì cái phần dây của nó đều là bằng đồng hết này. Đồng đỏ au luôn nhá. Đồng đỏ au luôn. Rất ngon lành cho bác luôn. Hàng thương hiệu Panasonic. Đấy, rất dễ sử dụng thôi. Các bác chỉ cần đặt lên này là mình đun nấu thôi nhá. Lên cho em là bếp từ Panasonic nhá. Giá sẽ là 390.000. 390.000 và bao ship tận nhà cho các bác luôn. Nhận hàng kiểm tra thanh toán. Công suất của nó là 2200W nhá. 2200W đây. Đấy. 2200W này sử dụng điện của nó là điện 220V nhá. Đấy, một chiều là 315 và một chiều là 390 nhá. Đấy. Thì cái chiều dài này của nó sẽ là 390, tức là gần 40 cm, và chiều rộng này của nó là 3m15, và chiều cao của nó là vào đi là đi chiều cao của nó sẽ là đây, tầm khoảng là 10 cm nhá, chiều cao khoảng 10 cm. Hàng của thương hiệu Panasonic này, nó rất ngon lành cho bác luôn. Giá cực kỳ ưu đãi, chỉ có cho các bác là 390.000 thôi, 390.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một sản phẩm đó là cái quạt xanh nhá. Cái quạt xanh, lên mã đem là quạt xanh, giá thì chỉ có 55.000 thôi. Con này chạm bằng pin. Các bác mua về để mùa hè nóng nực mà đề phòng là mất điện thì các bác dùng con này cho em rất là tiện ích nhá. Có thể để trên bàn này để mình dùng ở bàn làm việc này, hoặc là để đâu cũng được. Đấy, số của nó đây, công tác đây các bác này. Đấy. Nó sẽ có cho các bác là 2-3 số gì đấy thì tùy chỉnh các bác nhá. Đó. Cũng rất là mát luôn và có thể rút lên cao như này. Chiều cao của nó thì vào khoảng là 40 cm và các bác có thể là gập lên gập xuống hoặc để như này cũng được này. Đấy, để ngửa này cũng được này, hoặc là tùy theo tùy chỉnh các bác nhá. Đấy. Giá thì cực kỳ là ưu đãi cho các bác luôn. Về nhà các bác cắm sạc vào đây nhá, cắm sạc vào đây cho em. Đấy. Quạt thì rất là mát. Đấy, thời gian chạy thì từ 3 đến 5 tiếng tùy theo các bác sạc nhá. Đó, giá thì rất hợp lý cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là quạt xanh nhá, quạt xanh. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái con quạt xanh như này, giá của nó chỉ có cho các bác là một con quạt xanh như này. Giá của nó sẽ là 55.000 nhá. Lên cho em là quạt xanh này, giá sẽ là 55k cho một cái quạt xanh như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là kéo thủ công nhá. Con này thì các bác dùng đa di năng luôn, dùng trong nhà bếp này. Đấy, dùng trong nhà bếp hoặc là các bác dùng ở đâu được, nó rất là tiện ích. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 30.000 một chiếc và 100.000 cho 4 cái này. Đấy thì con này các bác lên mã giúp cho em đó là kéo thủ công nhá, kéo thủ công. Con này thì bên em bán nó sẽ là giá sẽ là 25.000 một chiếc. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là kéo thủ công này. Kéo thủ công nhá. Đó. Kéo thủ công. Giá của nó sẽ là 25k trên một cái nhá. Và bác nào mà các bác lên cho em là kéo thủ công nhá. Đấy, con này thì các bác có thể dùng trong nhà bếp này, hoặc là dùng cắt giấy này. Đấy, dùng thủ công làm thợ làm nghề này, khui bia này, mở nắp chai này, kẹp cua gẹ đều ok hết. Đấy, và ở đây nó sẽ có phần lót cao su như này. Đó, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng, thép không gỉ này. Lên cho em là kéo thủ công. Con này thì bên shop đang bán là 25.000 một chiếc, và các bác mua từ 5 chiếc thì sẽ là bằng 100k nhá. Đấy. 100.000 cho 5 cái luôn. Đấy, 5 cái nhá. Đấy. Mua sẽ là 5 cái là 100.000, 5 cái là sẽ là 100k. 100.000 5 cái, còn các bác mua lẻ thì sẽ là 25.000 một cái nhá, 25.000 một cái. Lên cho em là kéo thủ công này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái kéo bếp vàng này. Đấy, kéo bếp vàng. Con này thì các bác lên cho em là kéo bếp vàng nhá. Con này thì nó sẽ to hơn một chút. Đấy. Nó sẽ to hơn một chút như này. Đấy, to hơn một chút như này các bác này. Đấy, to hơn một chút và chắc chắn hơn. Thì con này cũng là hàng của Nhật, thép SK5 đây. Con này thì sẽ là 30.000 một chiếc. Đấy, 30.000 một chiếc và 100.000 cho 4 cái. 100.000 cho 4 cái. Cái này thì sẽ rẻ đắt hơn một chút nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là kéo bếp vàng này. Kéo bếp vàng nhá. Kéo bếp vàng. Kéo bếp vàng. Giá của nó sẽ là 30.000 nhá. 30k trên một cái nhá. Và mua 4 cái thì sẽ là bằng 100.000 nhá. 100.000 4 cái luôn. 100.000 cho 4 cái này các bác này. 100.000 cho 4 cái này. Giá rất hợp lý cho các bác luôn.
Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái dòng cao cấp hơn một chút, thì nó sẽ là cái con kéo khui bia đây, kéo khui bia. Ở đây thì nó có chức năng là khui bia đây này. Đấy, có cái phần này để khui bia này. Đấy. Thứ nhất là khui bia này, thứ hai là cắt gà, cắt cá, cắt thực phẩm, cắt thức ăn này. Đấy, thứ ba là kẹp cua ghẹ này, mở nắp chai này rồi đánh vẩy cá này. Con này thì hàng đa di năng luôn. Đa di năng và dày dẫn hơn rất là nhiều. Dày dẫn hơn rất là nhiều cho nên là giá nó sẽ cao hơn một chút. Con này thì giá của nó sẽ là 75.000 một chiếc nhá, 75.000 một chiếc. Đấy, con này thì cắt cực kỳ là ngon luôn. Đây con này. Đấy, cắt rất là ngon luôn. Các bác cắt gà, cắt cá, cắt nem. Đây. Những cái dây bóng mỏng như này mà em còn cắt được các bác này. Đấy, dây bóng mỏng này còn cắt được các bác này. Đấy, các bác thấy chưa? Đó. Rất là ngon luôn nhá. Đấy. Cắt những cái dây bóng mỏng như này mà nó còn cắt đứt, tức là nó rất là bén luôn các nhá. Rất là bén luôn. Đấy, các bác thấy chưa? Rất bén luôn. Đó. Thì con này thì lên cho em là kéo khui bia nhá. Có cái phần đầu khui bia như này. Lên cho em là kéo khui bia. Giá của nó sẽ là 70k nhá. 70k kéo khui bia. Kéo khui bia nhá. Đấy, kéo khui bia. Giá của nó sẽ là 70k nhá. 70.000 cho con kéo khui bia như này. Giá rất hợp lý cho bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái hũ gia vị nhá. Đấy. Các bác lên cho em là bộ ba hũ gia vị, giá sẽ là 65.000. 65.000 cho một bộ ba hũ gia vị như này. Đấy, nó sẽ có màu xám, màu xanh và màu hồng như này, thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác thôi. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là bộ ba hũ gia vị nhá. Giá thì chỉ có 65k thôi. 65.000 cho một cái bộ ba hũ gia vị như này, rất là ngon này. Mở nắp ra này. Mở nắp ra có xìa cho các bác luôn nhá, có xìa như này. Hàng bằng nhựa nguyên sinh nhá, bằng nhựa nguyên sinh cực kỳ là chất lượng cho các bác luôn. Có thìa này nhá, có sẵn thìa như này. Đấy. 65.000 cho ba cái hũ gia vị như này các bạn, rất là ngon. Các bác dùng thì rất là tiện, mình chỉ cần lấy tay mình hất lên như này là xong, không cần phải dùng hai tay nhá, chỉ cần một tay thôi, hất lên này là xong. Đấy. Lên cho em là bộ ba hũ gia vị nhá. Bộ ba hũ gia vị to đẹp như này. Hàng này hàng to nhá, hàng to. Đấy, hàng này của nó thì phải khoảng 250ml. 250ml nhá. Đấy, nhựa nguyên sinh các bạn này. Đấy, nhựa này là nhựa chuẩn cho các bác luôn nhá, nhựa nguyên sinh, nhựa chuẩn luôn. Đó, dùng thì cực kỳ an toàn, có khay để như này. Đó. Lên mã giúp cho em là bộ ba hũ gia vị nhá. Bộ ba hũ gia vị, giá sẽ là 65.000, 65k cho bộ ba hũ gia vị như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái móc dán tường nhá, 8.000 trên một cái và 20.000 ba cái nhá, 20.000 ba cái, còn bán lẻ sẽ là 8.000 một cái. Và mua từ 3 cái trở lên thì giá của nó sẽ là 20.000. Đấy. Về nhà thì các bác bóc ra, bóc ra sau đó thì mình dán trực tiếp lên cửa này, lên tường này hoặc là lên các cái phần bề mặt để các bác dùng để làm mình làm móc treo, nó rất là tiện. Các bác có thể treo đồ, treo đoàn, nói chung là đa di năng luôn. Hàng này của nó thì nó treo được tới 25kg luôn nhá, tới 25kg luôn. Đấy. Đây. Treo của nó là tới 15kg các, 15kg. Và các bác dán xong thì để cho em trong vòng 24 giờ thì mình hãy đeo đồ nhá, để cho cái keo nó ăn với các hợp chất nhá. Đấy, keo nó ăn với hợp chất. Đấy, thì con này thì các bác bóc ra dán để cho em trong vòng 24 giờ thì mình hãy treo đồ lên để cho cái keo nó ăn. Đấy, quai của nó bằng inox như này thì các bác có thể dùng để mình để trong nhà bếp này, trong nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet này, hoặc là dán lên tường, nhưng mà tường sơn là sơn ngon nhá. Đấy, còn các cái tường mà không có bề mặt dính thì không được đâu các bác nhá. Lên cho em là móc dán tường 8.000 một cái và 20.000 cho 3 cái. 20.000 cho 3 cái móc dán tường như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái... Các bác lên cho em là thớt tre nhá. Thớt tre giá sẽ là 70.000. Đấy, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Thớt tre như này dùng cực kỳ là ngon lành cho các bác luôn. Kích thước của nó đây. Đấy, kích thước của nó thì một chiều của nó sẽ là 30. Và một chiều này của nó sẽ là... 24 nhá. Đấy, một chiều 30 gì đấy. Một chiều 30, chiều 24. Đây em sẽ đo chính xác cho các bác. Giá thì chỉ có cho các bác là 70k thôi. 70.000 cho một con thớt tre như này. Con này thì rất tiện dụng luôn này các bạn. Đấy. Chiều này của nó là đi 33, một chiều 33 và một chiều 24. Đấy. Chiều 33 và chiều 24 nhá. Đấy, một chiều 33 và chiều 24. Hàng này thì rất là to các bạn. Đấy, dùng thì cực kỳ là đã luôn. Các bác có thể dùng để thái rau, thái dợ, thái thịt, thái đồ ăn sống, đồ ăn chín thì rất là ok nhá. Giá thì rất hợp lý cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là thớt tre này. Đấy, thớt tre rất là đẹp luôn. Giá của nó sẽ là 70.000 cho cái thớt tre như này. 70.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái bộ lục giác. Lục giác 7 màu nhá, lục giác 7 màu. Đấy, giá thì chỉ có cho các bác là 90.000 cho một cái bộ lục giác 7 màu như này thôi. 90k cho một bộ lục giác 7 màu nhá. Bộ này thì sẽ bao gồm cho các bác là 9 cây tất cả. 1 2 3 4 5 2, 4, 6, 6, 3 là 9. 9 cây như này. Đấy, bộ lục giác 7 màu như này rất là tiện cho các bác sử dụng. Hàng thì cực kỳ chất lượng, giá thì có 90k thôi. Các bác mà ra cửa hàng mà mua nó sẽ bán cho các bác khoảng 120 đến 150 nhá. Đấy, hàng nội địa của Nhật mà giá thì chỉ có 90.000 thôi. 90.000 cho một cái bộ lục giác 7 màu như này. Đấy, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Lục giác 7 màu, giá sẽ là 90k. Tiếp theo thì
bên shop về cho các bác được sản phẩm, đó là cái cây sâm thịt nhá. Đây đây, nó sẽ là một cái cây sâm thịt như này. Thì con này nó giúp rất là tiện này, các bác dùng để mình sâm thịt này, chế biến thịt này. Đấy, mình cái sâm như này là nó sẽ có lỗ đây này. Đấy, có lỗ đây thì các bác dùng để mình chế biến tẩm ướp gia vị và rất là ngon luôn. Đấy, sâm lên các phần bì, phần thịt của nó này. Giá sẽ là 25k nhá. 25.000 cho một cây sâm thịt như này. Đó. Lên mã giúp cho em, đó là cây sâm thịt, giá sẽ là 25k cho một cái cây sâm thịt như này. Đó, rất tiện ích cho các bác sử dụng thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái thước kẹp gem bằng cơ nhá, thước kẹp gem bằng cơ như này. Đấy, đây nó sẽ là một con thước kẹp gem như này. Và đây thì nó điều chỉnh bằng cơ, hàng của Nhật. Giá sẽ là 150.000 cho thước kẹp gem bằng cơ như này. Đấy, chất liệu của nó là thép không gỉ, có thể đo mặt trong, đo mặt ngoài và đo chiều sâu. Đấy, con này thì nói chung là các tính ứng dụng thì các bác biết rồi. Đó, và hàng của Nhật độ chính xác cực kỳ là cao luôn. Đây, Japan các bác này. Đó. Giá sẽ là 150.000 nhá. Lên cho em là thước kẹp gem cơ này. Giá sẽ là 150.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác là dòng sản phẩm, đó là cái khóa phanh đĩa nhá, khóa phanh đĩa. Đó. Con này thì đợt này về cho bác giá cực tốt luôn. Giá sẽ là 40 cành cho một con khóa phanh đĩa như này. Con này thì rất là tiện này. Đấy, các bác chỉ cần là sập vào cái phần phanh đĩa của mình là xong. Đấy. Và chìa của nó rất là nhỏ gọn, các bác có thể đeo vào chìa khóa của mình hoặc chùm của mình hoặc bỏ trên ba lô cũng rất là tiện luôn. Lên mã giúp cho em là khóa phanh đĩa. Giá sẽ là 40k nhé, 40k cho một cái bộ khóa phanh đĩa như này. Đấy, bác nào có xe máy thì nên sử dụng cái này. Xe máy, xe đạp điện rất là an toàn luôn. Khóa phanh đĩa nhá. Khóa phanh đĩa này. Khóa phanh đĩa. Giá sẽ là 40k thôi, 40.000 cho cái bộ khóa phanh đĩa như này, rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác là sản phẩm, đó là cái đá vĩnh cửu, giá sẽ là 70.000. Bắt đầu vào mùa nắng nóng rồi, các bác dùng cái này cho em rất là tiện này. Đấy, vào mùa nắng nóng thì hàng này sẽ là hàng thương hiệu Winling của Đức. Về nhà các bác bóc cái giấy bóng này ra. Đấy, vệ sinh sạch sẽ đi, sau đó thì bỏ vào ngăn đông cho em. Khi nào mình cần uống nước ngọt, uống rượu bia thì các bác cho vào cho em. Đấy, khi mình uống thì nó giữ được độ tinh khiết này, vừa giữ được độ tinh khiết này, vừa là làm lạnh tốt này, và giá rất hợp lý nhá. 70k cho một cái hộp đá vĩnh cửu như này, bao gồm là 6 viên. Đấy, 6 viên dùng thoải mái luôn. Rồi ok. Hello, chào các bác, quay trở lại với số phỏng vấn nhé. Hôm nay thì một cái mã hàng rất là mới. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Bên shop về cho các bác một số cái mũ bảo hiểm hàng của thương hiệu Honda nhá. Đây, mũ bảo hiểm hàng của thương hiệu Honda. Hàng này thì nó sẽ là một cái hàng bãi. Đấy, nhưng mà chưa qua sử dụng. Bên em thanh lý được hàng bãi chưa qua sử dụng, cho nên là hàng nó còn rất là đẹp. Đấy. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Đấy, giá cực kỳ tốt cho các bác luôn nhá. Đấy. Thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là hai mẫu. Có hai mẫu không nhá? Có hai mẫu. Và cái giá thì đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy. Đây nó sẽ có một cái mẫu là một mẫu là nó sẽ có là hai kính nhá. Đấy, gọi là hai mặt nạ. Đây. Cái mẫu này thì nó sẽ có cho các bác là cái bảo vệ như này. Đây. Và cái này thì nó sẽ là có cái lớp kính như này con này, có cái lớp kính như này nhá. Đấy. Hàng này thì nó gọi là nó bị chảy xước nhẹ cái bên ngoài thôi. Đây, bên ngoài nó hơi bị chảy xước nhẹ như này. Hàng thì 100% là hàng của thương hiệu Honda nhá, hàng thương hiệu Honda, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Bên ngoài thì hơi bị chảy xước nhẹ. Đấy. Thì các bác lên cho em là mũ hai kính và mũ một kính nhá. Hai kính thì nó sẽ có thêm cho các bác là một cái kính phụ đây. Đấy, gọi là một cái lưỡi chai phụ như này. Đấy. Đây, một cái lưỡi chai phụ như này các bác nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 230.000. 230.000 cho một cái con to lưỡi chai phụ như này nhá. Đấy, tức là con này nó có bảo vệ kính này, khi các bác gảy lên như này thì kính các bác để nó sẽ giảm cái độ chảy xước đi. Đấy, giảm độ chảy xước đi và các bác có thể kéo lên kéo xuống như này. Con này thì giá của nó sẽ là 230.000 nhá. 230.000 bên em sẽ bao ship. Đây em sẽ đội thử cho các bác xem. Đấy. Đấy, đây nha, em đội cho bác xem này. Đó. Đội vào thì nó rất là ôm luôn. Đấy, không dùng thì các bác đẩy lên như này. Đấy, vừa che nắng che mưa này. Còn khi nào dùng thì các bác kéo xuống cho em. Đấy, rất tuyệt vời luôn các bác theo. Đây. Đấy, rất là kín nhá. Đấy, dây riếc các bác đeo vào này. Đặc biệt là vừa chống ồn này, mùa đông các thứ các bác dùng thì rất là ấm áp, mùa hè thì chống ồn chống nắng rất là tốt này. Đấy, các bác thấy chưa? Rất hiện đại luôn nhá. Đấy. Thì nó có thể là đẩy lên đẩy xuống như vậy để khi rất tiện ích. Đẩy lên đẩy xuống như vậy thì sử dụng rất là tiện ích nhá. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật nhá, hàng của Nhật, thương hiệu Honda của Nhật đây. Cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Chất mũ thì rất là bền đẹp, chắc chắn và cứng cáp nhá. Đấy. Giá thì sẽ là 230.000 nhá. Đấy. Các bác lên cho em là mũ này thì nó sẽ có cho các bác là mũ hai kính đi. Lên cho em là mũ hai kính. Đấy, nó có một kính thôi nhưng mà nó có cái bảo vệ kính này. Đấy thì em gọi nó sẽ là mũ hai kính nhá, mũ hai kính. Còn con này thì nó sẽ là dòng một kính này. Đây. Con này thì sẽ là dòng một kính. Con dòng một kính này thì cái giá của nó sẽ mềm hơn một chút. Đây.
Con này là con một kính này. Đấy. Con một kính thì nó chỉ có kính không thôi, còn con kia thì nó có thêm cái lớp bảo vệ nữa. Đấy. Còn chất lượng, chất liệu mũ các thứ thì đều là như nhau. Đấy, chất lượng như nhau, form mũ cũng như nhau. Hàng của thương hiệu Honda thì các bác biết rồi, rất là chất lượng luôn. Đấy, rất chất lượng luôn nhá, thương hiệu Honda này. Đấy, logo của hãng này. Và giá thì rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em đó là mũ một kính nhá. Con này thì là một kính, con một kính này sẽ là 200.000, 200.000 cho con một kính như này. Đấy, đây em cũng đeo thử cho các bác xem luôn. Rất chất lượng không nhá. Giá thì khá là hợp, giá sẽ là 200.000. Đấy, con này thì mình độ thì nó sẽ gọn hơn con kia một chút. Đấy, kính thì nó cũng kéo lên kéo xuống như này thôi. Rất là ôm đầu vừa vặn luôn nhá. Đấy, nó sẽ có một cho các bác một cái lớp mút như này thì là đầu to đầu nhỏ. Đầu to đầu nhỏ đều vừa hết và vừa với form đầu của người Việt Nam mình các bác nhá. Vừa với form đầu của người Việt Nam mình. Đấy, đây các bác này. Đó, các bạn thấy không? Đây. Đấy. Thì các bác đội tham gia giao thông thì cực kỳ là an toàn luôn. Đấy. Riêng một cái mũ của hãng như này mua bình thường giá của nó cũng phải là 5-700.000 một chiếc nhá. 5-700.000 cho một chiếc mũ như này. Đấy. Bên dưới này thì có một cái lớp lót da này. Đấy, rất là đẹp luôn nhá. Nếu các bác mua một cái mũ bình thường cũng phải 5-700.000 nhá. Đấy. Đây thì nó sẽ là hàng bãi chưa qua sử dụng và nó có cái hiện tượng là hơi bị xước nhẹ một chút thôi nhưng không có về vấn đề gì cả nhá. Đấy, hàng bãi thì không thể tránh khỏi được các bác nhá. Đấy, bên em thanh lý được cho nên giá rất là tốt. Và bên trong của nó thì lớp những cái lớp mút của nó rất chắc chắn luôn, kính kiếc rất chắc chắn luôn nhá. Đấy, các bác lên cho em là mũ một kính nhá. Mũ một kính này sẽ là 200.000. 200.000. Còn cái con mũ hai kính này thì có một cái kính đen để bảo vệ và một kính thường như này. Đó. Thì con này sẽ là 230.000 nhá, 230.000. Đó, thì các bác muốn lấy con nào thì lấy, giá thì cực kỳ là tốt và ưu đãi cho các bác luôn. Giá rất tốt, ưu đãi cho các bác luôn. Chất mũ thì khỏi phải bàn rồi. Màu thì màu đen rất là đẹp luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái mũ lưới nhá. Đấy, mũ lưới. Con này thì nó sẽ là một cái dòng mũ của quân đội Mỹ nhá, quân đội Mỹ. Dòng này thì khỏi phải bàn rồi các bác. Dòng này thì khỏi phải bàn rồi các bác. Test cho các bác xem này. Đấy. Đây. Đấy, gõ xuống đất này là các bác biết rồi. Đấy, rất chất lượng cho các bác luôn nhá. Đấy, rất chất lượng cho các bác luôn. Một con mũ lưới như này. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150.000 cho một con mũ lưới như này, 150.000 nhá. Đấy, con này thì dùng rất là tiện ích này. Đây các bác chỉ cần là đeo cái lưới này vào xem này, đeo cái lưới này. Đấy. Thì cái lưới này vừa các bác dùng để trang trí này, vừa là để co. Đấy, để co trang trí, hoặc các bác không thích dùng lưới thì các bác bỏ lưới ra. Các bác nào thích dùng lưới thì dùng. Đấy. Ở dưới này thì nó sẽ có cho các bác một cái hệ thống dây dù lót thế này để tránh đội mình chạm đầu vào trong cái lớp này thì nó sẽ bị nóng nhá, bị nóng. Đó. Giá sẽ là 150.000. Lên mã giúp cho em là mũ lưới nhá, mũ lưới 150.000 cho một em mũ lưới như này. Đó, thì các bác có thể là lấy cái loại nào thì lấy. Con này thì cũng rất là hay nhá. Đây em sẽ đội thử cho các bác xem. Rất là ngon lành luôn. Đội thì rất là vừa vặn và ôm đầu quá nhá. Đây. Con này thì các bác lên cho em là mũ lưới này, giá sẽ là 150.000. Đấy các bác thấy không? Đây. Đội vào thì rất là vừa vặn luôn, rất vừa vặn, rất đẹp, rất xinh các bác. 150.000 cho cái em mũ lưới này các bác nhá. 150.000 thôi. Giá rất hợp lý cho các bác luôn. Thì các bác có thể là lấy con nào thì tùy theo nhu cầu mục đích của các bác. Rồi, ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop phẩm huấn nhá. Hôm nay thì bên em về cho các bác cái mẫu quạt của bên em các bác nhá. Đó. Ok. Thì sẽ có cho các bác là hai dòng. Đấy. Và mỗi mẫu này thì nó sẽ có cho các bác là hai màu nhá. Đấy, cái mẫu con camel này thì nó sẽ có cho các bác là màu trắng và màu đen. Con camel này thì có màu trắng màu đen các bác nhá. Còn cái con quạt đồng này thì sẽ có hai màu, đó là màu đồng và màu ghi xám này, màu đồng và màu ghi xám. Thì một là chọn màu, hai là bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên các bác nhá. Đấy. Hàng thì rất chất lượng cho các bác, đây em sẽ test thử sản phẩm cho các bác xem luôn. Đầu tiên thì em sẽ test cho các bác cái con quạt màu đồng này nhá. Đấy. Nó sẽ có hai màu là màu đồng và màu ghi xám này. Đấy. Con bo mây nhá. Đấy đây. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là về nhà thì em gửi thì rời thì về nhà các bác lắp đặt nó cũng rất đơn giản thôi. Đấy, số 1 này. Đấy, có công tắc bật này các bác này. Đấy. Nó sẽ có số 1 đến số 5 và có công tắc đóng ngắt các bác nhá. Đó. Đấy, đây em đang bật đây, đang bật đây các bác này. Đấy. Đây em đang bật là số 5 nhá. Đấy, số 1 là mạnh nhất các bác nhá. Đấy. Đấy, số 5 là mạnh nhất các bác này. Đấy, đây. Có thấy không? Đây. Đó. Cầm cho anh cái này tí nào mình này. Đấy, gió rất khủng khiếp luôn các bác nhá. Đấy. Thì đây nó sẽ có một là có cái công tắc này.
công tắc này là chức năng luôn các nhá, công tắc này là chức năng luôn này. Đấy. Và đây thì nó sẽ có cho các bác là số 1, số 2, số 3, số 4, số 5 này. Thì các bác có thể tùy chỉnh nhá. Cái lưới này thì của nó là bằng thép và mạ màu vàng rất là đẹp luôn. Đó, đây. Số của nó đây, công tắc đây các bác có thể bật tắt này. Đấy. Gió rất mạnh luôn các bác này. Đấy các bác thấy chưa? Đấy, gió rất mạnh luôn. Đấy. Sức gió của nó rất là mạnh luôn. Đó. Các bác thấy chưa? Đó, rồi ok. Đó thì con này của nó thì dây của nó là 100% là lõi đồng hết nhá. Thông số của nó đây. Rất nặng luôn các bạn, rất nặng luôn. Đây. Đấy, quạt mạnh mẽ này. Công suất của nó là 1400W, điện 220V này, 50Hz này các bạn này. Đó. Và có công tắc như này các bác nhá. Đấy. Đây, sản xuất tại công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị Huy Lâm. Đấy các bác nhá. Nó rất chất lượng cho các bác luôn. Thì con này thì nó sẽ là 1.600.000, bên em bao ship tận nhà nhá. Nhận hàng thì các bác cứ lắp ráp rồi bật thử, sau đó thì thanh toán tiền nhá. Đấy, và con này thì nó sẽ có cho các bác là hai màu, một là màu đồng, hai là màu ghi nhá, màu ghi xám này. Đấy thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy, các bác lấy nguyên màu đồng thì lấy, mà lấy màu ghi xám thì lấy nhá. Đó, con này thì sẽ là 1.600.000. Lên mã giúp cho em đó là, các bác lên mã giúp cho em đó là quạt đồng nhá, quạt đồng. Đấy thì có hai màu, quạt đồng này thì có hai màu, đó là màu màu đồng và màu ghi xám, các bác ấy muốn lấy màu nào lấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái con quạt của thương hiệu Camel nhá. Đấy. Thì các bác lên cho em là quạt Camel. Đấy, tất cả thì đều sử dụng điện 220V hết. Đấy, con này thì của thương hiệu Camel này. Đấy, ở đây thì nó sẽ có cho các bác là 4 số nhá. Đấy. Con này thì cũng rất là mát luôn và có chức năng sau đây. Đấy. Con này thì nó sẽ nhỏ gọn hơn một chút và cái giá thì cũng rất là hợp lý thôi. Con này thì nó sẽ là hàng dân dụng bình thường. Còn con to này thì các bác có thể vừa dùng công nghiệp, cỗ bàn, vừa dùng gia đình được. Tại vì nó có 5 cấp số luôn, cho nên là các bác có thể dùng tùy theo nhu cầu của các bác nhé. Đấy, con này cũng rất là ngon luôn và gió rất là mát nhé. Đấy thì nó sẽ có số này là số mạnh nhất này, sau đó đến số 3 này, số 2 này, số 1 này. Đấy, và có hiện giờ nhé. Có hiện giờ đây, thì nói chung là cũng rất là tuyệt vời cho các bác sử dụng thôi. Đó, hàng của thương hiệu Camel của Nhật nhé. Con này thì giá của nó sẽ là 450.000. Con này thì bên shop về nó sẽ có hai màu, màu đen và màu trắng. Thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy nhá. Giá sẽ là 450.000 cho một con quạt Camel như này. Dòng này của nó thì nó sẽ là cánh bằng, tất cả là cánh đều bằng nhôm hết nhá. Con quạt đồng này thì cũng là cánh bằng nhôm này. Đấy, quạt đồng này cánh bằng nhôm. Và con Camel này thì cũng là bằng nhôm luôn. Đấy, cánh bằng nhôm cho nên là nó rất là nhẹ. Và gió nó rất là nhiều và dùng nó không bao giờ bị lo bị vỡ cánh như là cánh nhựa nhá. Đấy, dòng cánh nhôm này thì dùng cực kỳ là chất và ngon lành luôn. Đó thì giá thì con này sẽ là 450.000. Bên em bao ship tận nhà nhá. Bao cho các bác là dây cuốn quạt đều là dây đồng hết nhá. Đấy, bao dây đồng các bác có thể kiểm tra. Đấy, bao dây đồng hết luôn. Đó, tất cả đều là dây bằng đồng nhá. Đấy. Con này thì nó sẽ nặng vào khoảng là vài cân thôi. Đấy, vào khoảng 3-4 cân gì đấy. Còn con này thì nặng lắm. Con này thì nó phải hàng cả đế điếc của nó, tất cả nó phải hàng chục cân, hơn chục cân nhá. Rất là nặng luôn. Đấy, con này thì rất là nặng luôn. Đó thì các bác lên mã giúp cho em đó là quạt đồng nhá. Quạt đồng thì có hai màu, màu đồng hoặc là màu ghi xám này. Còn con quạt Camel này thì sẽ có hai màu, màu đen và màu ghi. Thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy các bác nhá. Đó là các cái mẫu quạt của bên em. Rất mát luôn. Gió rất mát luôn các bác nhá. Đó.